đã sinh làm kiếp người, mỗi người chúng ta đều muốn có được một số mệnh tốt. Đó là hai chữ phúc lộc. Chẳng những thế, lại còn muốn có thêm chữ thọ nữa. Lòng người thì ước như vậy, nhưng trời có tuần theo lòng người chăng? Theo thuyết nhân quả của nhà Phật, trồng lành thì gặp phúc, gieo ác thì gặp họa. Kinh dịch chép: tích thiện tất có cát khánh, tích bất thiện tất sẽ gặp tai. Kinh Thi viết: tự cầu đa phúc. Kinh điển của Tam giáo đã chỉ rõ hòa phúc ngay trong cõi lòng của chúng ta. Người đời không hiểu, thường hay cầu thần cúng Phật, mong được trời Phật giáng phúc. Có biết đâu, tâm người là thửa ruộng, phúc lộc thọ đều nằm trong thửa ruộng này. Nếu biết canh tác, suốt đời gặt hái cũng không hết. Liễu Phạm Tứ Huấn nguyên là cuốn Giới Tử Văn của ông Viên Liễu Phạm để lại khuyên con, lưu truyền đến nay đã hơn 400 năm. Đó là phương pháp canh tác thửa ruộng trong lòng người, bao gồm phương pháp lập mệnh, phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện và phương pháp nuôi lấy đức khiêm. Nếu thực hành theo lời huấn của cuốn sách này, số mệnh không ràng buộc được ta nữa, và ta cũng là một vị Liễu Phàm vậy. Mùa thu năm Bính Tý năm 1996, dịch giả Kính Từ. Liễu Phàm Tứ Huấn. Chương thứ nhất: phương pháp lập mệnh. Ta mồ côi cha từ nhỏ, khi lớn khôn, thân mẫu khuyên ta theo học nghề y. Một là có thể nối nghiệp cha, hai là có thể cứu nhân độ thế. Nên ta nghe theo lời mẹ, bỏ lối học từ chương mà theo đường y học. Một hôm, đi ngang qua chùa Từ Vân, ta gặp một lão nhân cốt cách phi phàm, hai người đàm đạo rất là tâm đầu ý hiệp. Thoáng nhìn qua nét mặt của ta, lão nhân nói: các hạ có số làm quan, năm sau sẽ thi đỗ tú tài, sao không trau dồi kinh sử chuẩn bị đi thi? Ta bèn kể rõ lý do của mình và hỏi danh họ của lão nhân. Lão già nói: ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền bộ Hoàng Cực Kinh của Thiệu Khanh Tiết, nay muốn truyền lại cho các hạ. Hai người đàm đạo xong, ta mời Khổng lão đến nhà báo cáo tình hình cho thân mẫu hay. Thân mẫu khuyên ta hãy ân cần tiếp đãi lão nhân và thử nghiệm tài bệnh lý của lão có linh nghiệm hay không. Sau nhiều lần thử nghiệm, ta thấy thuật bói toán của lão rất linh, và từ đó tin tưởng vào lời của Khổng lão, chuyên việc bút nghiên, lo việc khoa cử. Trước khi giác liều chổng đi thi, ta nhờ Khổng lão bói toán. Sau khi bấm độn, Khổng lão nói: số người dự thi xong kỳ này cả thảy là 72 người, số người được chấm đậu là 14 người, và các hạ được xếp hạng thứ 9. Sau kỳ thi, đúng như lời Khổng lão đã đoán, ta trúng tuyển và đứng hạng 9. Thầm kính phục tài bói toán của lão già, nên lại nhờ lão bói cho một quẻ về đường tương lai. Khổng lão bói xong bèn nói: năm XX các hạ sẽ thi đậu hạng XX. Năm XX làm tri huyện Tứ Xuyên, giữ chức 3 năm bèn từ quan hồi hương. Năm 53 tuổi, ngày 14 tháng 8 giờ Sửu sẽ qua đời và không có con. Từ đó trở về sau, mỗi lần đi dự thi làm quan, ngay cả đến lương bổng là bao đều không ngoài sự dự đoán của Khổng lão. Do đó ta càng tin tưởng vào số mạng của mình và cho rằng
giàu nghèo, thọ yểu của một người đều do trời đã sắp đặt sẵn, dù có cầu cũng vô ích. Cũng vì thế, đối với công danh lợi lộc cũng như thế thái nhân tình đều đạm bạc như vôi. Sau khi nhậm chức được một năm, vì chán ngán cảnh đời, ta suốt ngày ngồi thiền. Một hôm trên đường đi Ung Kinh, đến núi Tê Hà, ghé vào chùa bái phỏng thiền sư Vân Cốc. Cùng thiền sư đàm đạo suốt 3 ngày 3 đêm mà không ngủ. Thiền sư Vân Cốc nói: người phàm không thể thành thánh hiền là vì bị vật dục và vọng tưởng ràng buộc. Người như các hạ có thể ngồi thiền suốt 3 ngày mà không màng đến sự đời, dáng vẻ ung dung thản nhiên, quả thật là hiếm có vậy. Ta đáp: giàu nghèo có số, thọ yểu do trời định, dù có mơ mộng cũng vô ích. Đáp xong, bèn kể chuyện gặp Khổng Lão của mình cho thiền sư nghe. Thiền sư cười và nói: ta tưởng các hạ là bậc hiền triết, không ngờ cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Ta bèn hỏi nguyên do. Thiền sư Vân Cốc nói: một người nếu chưa đạt đến mức vô tâm, minh tâm kiến tánh, thì khó mà tránh khỏi luật âm dương ngũ hành chi phối. Số mệnh tất nhiên sẽ do trời định. Đó là đối với kẻ phàm phu. Còn như đối với những người có công đức lớn hay những kẻ tạo nghiệp quá nặng, thì số mệnh lại chính do mình định đoạt. Mệnh của một người không được tốt đều là do nhân của kiếp trước mà ra cả. Nếu như biết hành thiện, tích đức, lấy công của kiếp này mà bù tội của kiếp trước, khi tội hết mà đức còn dư, thì tự nhiên sẽ chuyển quả thành phúc được. Trái lại, nếu có được một số mệnh tốt nhưng hành ác đa đoan, tự nhiên sẽ làm tổn đến phúc đức và tuổi thọ của kiếp này. Các hạ đã bị vận mệnh chi phối suốt 20 mấy năm trời mà không biết tìm cách tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh, chẳng phải là phàm phu hay sao? Ta hỏi thiền sư: có cách gì có thể tránh được sự ràng buộc của số mệnh chăng? Thiền sư đáp: mệnh do tự tác, tướng do tâm sinh, quả phúc đều do tâm của người tạo ra cả. Chỉ cần do tấm lòng thành ta mà cầu, hành nhân nghĩa đạo đức, tự nhiên sẽ được mọi người tôn kính. Một khi được mọi người tôn kính, thì tự nhiên trời sẽ giáng phúc. Còn như không biết tự xét lấy mình, nuôi mộng hảo huyền, dùng thủ đoạn xảo trá để tranh đoạt lợi, thì dù tài trí có cao siêu đến cách nào chăng nữa, rốt cuộc vẫn không thể toại nguyện. Thiền sư lại hỏi tiếp: các hạ có tin rằng số của các hạ sẽ có công danh và có con không? Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: những người có công danh trên đường hoàng đồ đều là người có phước tướng. Còn như tôi, diện mạo khinh bạc, chưa từng tích một mảy đức nào, lại thêm phần tự tôn, tự kiêu, không có tính kiên nhẫn, tính tình lại hẹp hòi, phóng túng. Những nét xấu này đều là đặc điểm của kẻ vô phúc. Tục ngữ có câu: đất nhơ thì sinh vật nhiều, nước trong thì không có cá. Tính tôi thích sống đơn độc một mình, thiếu từ tâm đối với loài vật, không đồng tình với người khác, lại ham uống rượu thức đêm, không biết nuôi dưỡng thần khí. Những nét xấu này đều là do nguyên do của kẻ không con. Thiền sư Vân Cốc đáp: xin con nói giỏi tông đường là do sự tích đức nhiều hay ít của từng người. Nếu một người có công đức trăm đời thì sẽ có con cháu nối dõi trăm đời. Nếu như
công đức chỉ có 10 đời thì con cháu cũng chỉ có 10 đời. Có những kẻ tuyệt tự không con, tất nhiên là không có tích một mảy đức nào cả. Chỉ cần hiểu rõ được nguyên nhân chính là biến đổi, sửa những nét xấu thành đức hạnh tốt, như biến xảo trá thành thật, biến kiêu ngạo thành khiêm tốn, biến nhát thành cần mẫn, tàn nhẫn thành nhân từ, tích công chuộc tội, tự nhiên trời sẽ thuận theo lòng người, cầu gì được đấy. Trong kinh thì có viết: nghiệt do trời giáng còn có thể tránh được, còn như nghiệt do tự mình gây thì chỉ nức chịu thôi. Khổng Lão đoán các hạ không con thuộc phần thiên tạo nghiệt, chỉ cần quản tích âm đức, một lòng hành thiện thì nghiệt do trời cũng có thể tránh được. Kinh dịch cũng có viết: gia đình tích thiện sẽ có các khánh, gia đình tích ác sẽ để lại tai họa cho con cháu. Phần họa của tổ tiên có thể di lại cho con cháu, phần phúc cũng thế. Nghe xong lời của thiền sư Vân Cốc, ta sực như tỉnh ngộ, bèn quỳ lạy và cảm tạ lời chỉ điểm của thiền sư. Trước bàn thờ Phật, ta sám hối về lỗi lầm mình đã phạm, và nguyện sẽ lập 3000 công để báo đáp ơn nghĩa của trời đất và công lao dưỡng dục của cha mẹ. Thiền sư dạy ta về cách thức hành thiện. Hãy mỗi ngày có làm một việc thiện nào thì ghi việc đó vào một cuốn sổ, và nếu như vô ý phạm phải một lỗi lầm nào thì cũng làm tương tự như thế, để xét xem công nhiều hay ít mà cảnh tỉnh cho mình trên đường tu tâm hành thiện. Thiền sư đồng thời cũng dạy ta niệm chuẩn đề thần chú, mong giúp được phần hiệu nghiệm. Từ đó trở về sau, ta phát tâm một lòng hành thiện. Không bao lâu, cảm thấy tính sầm uất, cọc cằn hồi xưa đã không còn nữa. Trong lòng luôn cảm thấy thư thái. Đôi khi gặp sự bất bình cũng bỏ qua mà không tranh chấp, lý luận với người. Qua đến năm thứ 3, đi dự thi, theo lời đoán của Khổng Lão thì ta đậu hạng 3, nhưng kết quả thì khác hẳn. Trong số đông sĩ tử dự thi, ta đứng hạng nhất. Mặc dù như vậy, ta vẫn luôn tự kiểm điểm lấy mình, vì cảm thấy lối hành thiện của mình đôi khi còn phần miễn cưỡng, chưa đạt đến mức tự nhiên. Nhưng một khi cứu giúp người hãy còn do dự, đắn đo, đôi khi uống rượu say mà thốt ra lời bất chính, có công mà cũng có lỗi. Mãi cho đến năm thứ 10 mới làm tròn 3000 điều thiện. Năm kế, trên đường về quê, ta trở về chùa và tự nguyện sẽ lập 3000 công để chuộc lại lỗi lầm đã phạm. Qua đến năm thứ 2 thì con chào đời. Vì thân mẫu không biết chữ nên mỗi lần làm một điều thiện đều lấy viết đóng một khung tròn trên tấm lịch. Ta cùng thân mẫu con đôi khi làm đến 10 điều thiện trong một ngày, như giúp người hoạn nạn bần cùng, mua vật phóng sanh. Chưa đầy 3 năm thì đã làm tròn 3000 công. Tiếp theo đó, ta trở lại chùa phát nguyện lập 10000 điều thiện để cầu chức tiến sĩ. 3 năm sau, mặc dù chưa làm đủ 10000 công, nhưng ta đã thi đậu tiến sĩ và giữ được chức tri huyện bảo trì. Khi nhậm chức này, ta lập ra một cuốn Trị Tâm Thiên truyền cho người nhà và nhắn rằng: hãy có làm được một việc thiện hay phạm phải một lỗi lầm nào đều phải ghi vào cuốn Trị Tâm Thiên này. Đồng thời cũng bày hương án để cúng bái trời đất. Tuy vậy, thân mẫu con vẫn thường lo lắng, vì cảm thấy sau khi giữ chức tri huyện, dịch vụ trong huyện rất nhiều, cho nên ít có thì giờ để làm việc thiện, không biết phải đợi đến khi nào mới làm tròn 10000 công.
Một hôm, Tâm mơ thấy thần nhân đến mách bảo: "Ông chỉ cần ra lệnh giảm thuế má của dân trong huyện thì 10.000 công sẽ đủ." Thì ra, thuế điền ở Bảo Trì rất cao. Ta bèn ra lệnh giảm đi một nửa, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi. Chẳng lẽ ra một mệnh lệnh giảm thuế như vậy lại có được một công lớn như vị thần đã chỉ dẫn hay không? Trong lúc đang suy nghĩ về vấn đề này, chợt thấy gia nhân đến báo tin là có thiền sư Huyễn Vi từ Ngũ Đại Sơn đến viếng. Ta cho người mời thiền sư vào và đem chuyện nằm mơ của mình kể cho thiền sư Huyễn Vi nghe. Thiền sư đáp: "Người có lòng thành chí thiết, dù chỉ làm một việc thiện nhưng cũng đủ 10.000 công. Huống chi ông lại giảm thuế cho dân trong huyện, cả chục vạn dân đều chịu ơn này." Được thiền sư Huyễn Vi chỉ điểm, lòng ta bớt đi được nỗi lo âu, bèn đem số bổng lộc có được nhờ thiền sư mang về Ngũ Đại Sơn để cúng dường chư tăng trong chùa. Từ lúc gặp thiền sư Vân Cốc và hành thiện theo lời chỉ dẫn của thiền sư, vận mệnh của ta đã thay đổi ngoài sự tiên đoán của Khổng Lão. Khổng Lão đoán ta sẽ chết vào năm 53 tuổi. Ta cũng không cầu đảo xin trời tăng thêm tuổi thọ. Nhưng đến nay, ta đã 69 tuổi mà vẫn còn khỏe. Dù không cầu có con, nhưng vẫn sinh được con. Sách Thượng Thư viết: "Đạo trời thật khó lường, mệnh người không định. Tùy lòng người mà thay đổi, thật không qua." Do đó, ta biết được họa và phúc đều do mình cầu lấy. Đó là lời của Thánh Hiền. Nếu nói họa và phúc của người là do trời định, thì đó là lời nói của thế tục vậy. Mệnh của một người chưa biết ra sao, nhưng dù là người có số vinh hiển, cũng thường nên tự nghĩ là thấp hèn. Dù đang ở trong một hoàn cảnh thuận lợi, cũng nên nghĩ rằng đang ở trong nghịch cảnh. Dù đang ở trong phú quý, cũng thường nên nghĩ rằng đang trong cảnh bần cùng. Dù được người yêu kính, cũng thường nên nghĩ rằng đang ở trong cảnh lo sợ. Dù là thế gia được người trọng vọng, cũng nên tỏ vẻ tự ti mà không kiêu. Dù có học vấn uyên bác, cũng nên nghĩ rằng ta chỉ là một người thiển lậu. Người quân tử khi nghĩ xa thì lo việc làm rạng rỡ cái đức của tổ tông, gần thì nghĩ cách đền bù lỗi lầm của cha mẹ, trên thì nghĩ cách báo đáp ân nghĩa của tổ quốc, dưới thì nghĩ cách mang lại hạnh phúc cho gia đình, ngoài thì lo việc cứu nhân tế thế, trong thì nghiêm cách giữ mình không sinh lòng tà, hàng ngày đều phản tỉnh sửa lỗi. Nếu một ngày không phản tỉnh hay tự cho rằng không có lỗi, tức là sinh lòng an vật và không có tiến bộ. Trên đời không thiết gì những kẻ thông minh tuấn tú, nhưng đức không tiến, nghiệp không tu, cũng chỉ vì hai chữ an vật mà hoang phí cả một đời. Thuyết lập mệnh của thiền sư Phân Tốc thật là tinh vi thâm thúy, cần phải ra công nghiên cứu và thực hành mới hiểu được. Chương thứ 2: Phương pháp sửa lỗi. Số mệnh của một người dù không được tốt, chỉ cần hành thiện vẫn có thể sửa đổi được. Nếu một người có được số mệnh tốt nhưng làm nhiều điều ác, sau cùng mình cũng trở nên xấu. Cho nên số mệnh không thể ràng buộc người, mà là do chính mình tạo nên. Người thường chúng ta không phải là thánh nhân, tránh sao không có lỗi. Đức Khổng Tử nói: "Khi có lỗi chớ nên sợ, quý ở chỗ là biết sửa."
trong sách tả truyện và quốc ngữ ghi chép, những vị đại phu thời Xuân Thu thường xét người qua cử chỉ và hành động mà đoán được phúc họa. Đại để, việc hung cát của một người đều có triệu chứng. Trước hết là nảy mầm ở nơi tâm, phúc báo. Kẻ hà khắc thì tránh khỏi họa, mắt phàm của người thường nhìn không thấu, cho rằng họa phúc không thể đoán được. Lòng chí thành thì hợp với trời, xét việc thiện của một người mà biết được phúc sắp đến, xét việc ác của một người mà đoán được họa sắp kề. Nay muốn gặt phúc và rời họa, chưa nói đến việc thiện là phải nhắc đến việc sửa lỗi trước. Sửa lỗi có nhiều phương pháp. Thứ nhất là phải có lòng sĩ. Ta phải nghĩ rằng thánh hiền với ta đều do cha mẹ sinh, nhưng để lại tiếng thơm muôn đời. Còn ta chỉ là kẻ vô danh như đống gạch vụn, hàng ngày chìm đắm trong dòng danh lợi, làm việc bất nghĩa, tưởng là người không biết mà chẳng lấy gì làm thèn, dần dần đi vào con đường cầm thú mà không hay. Việc tệ nhất trên đời còn gì lớn hơn hai chữ sỉ nhục? Thầy Mạnh Tượng nói, chữ sỉ đối với người rất quan trọng. Người có lòng sỉ có thể trở thành thánh hiền, không có lòng sỉ dần dần sẽ trở nên cầm thú. Cho nên việc sửa lỗi là điều tối quan trọng. Thứ hai là phải có lòng kính sợ. Ta nên biết rằng trên có trời đất, giữa có quỷ thần. Hành động mờ ám của ta ẩn vi kín đáo, nhưng đều có trời đất quỷ thần soi xét. Lỗi nhẹ thì giáng trăm điều tai họa, nặng thì tổn đi phúc hiện tại. Ta há không sợ hay sao? Chẳng những thế, trong lúc nhàn cư ở chỗ người không thấy, nhưng mắt trời lại soi như điện chớp, nhìn thấu cả tạng phủ của ta, trước sau cũng lộ ra và hiện nguyên hình, và sau cùng mọi người đều hay. Ta há không sợ hay sao? Chẳng những thế, trong lúc còn hơi thở, một người dù tội lỗi tày trời vẫn có thể hối cải được. Ngày xưa có người làm ác suốt đời, đến lúc chết biết được mình có tội mà hối hận, phát tâm hướng thiện và sám hối, sau cùng được thiện chung. Đó là một ý niệm hối cải dũng mãnh, đủ rửa đi tội ác đã tích trữ hàng trăm năm. Như một u cốc ngàn năm, khi thắp lên ngọn đuốc thì ngàn năm u tối đều biến mất. Cho nên lỗi không luận là lớn nhỏ, mới hay cũ, biết sửa là quý. Nhưng thế đời vô thường, thân người dễ chết. Nếu hơi thở không còn, muốn sửa thì đã muộn. Tội ác ở nơi dương gian, dù con cháu hiền từ cũng không thể rửa cho sạch được. Trầm luân ở cõi u minh, dù Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cũng không thể tiếp dẫn và cứu vớt được. Như thế không lo sợ sao được? Thứ ba là phải có lòng can đảm. Người có lỗi mà không sửa đều là do dự không quyết, nên đã sai rồi lại càng sai thêm. Trái lại có lỗi biết là không đúng, phải có lòng can đảm để sửa, không thể trì hoãn. Lỗi nhỏ như bị gai châm vào thịt, phải tìm cách lấy ra. Lỗi lớn như bị rắn độc cắn phải, nếu không nhanh tay buộc chặt lấy vết thương, nạo hết nọc độc ra, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, quẻ ít trong kinh dịch tạo bởi hai quẻ tốn, tức là phong, và chấn, tức là lôi.
lời tượng của quẻ ít viết. Người quân tử thấy điều thiện thì theo nhanh như gió. Như thế thì có việc thiện nào trong thiên hạ mà không làm được? Có lỗi thì sửa mạnh như sấm. Như thế thì có lỗi gì mà không sửa được? Hội đủ ba tấm lòng trên thì chẳng có lỗi gì mà không sửa được. Như băng mỏng trong mùa xuân, khi gặp ánh mặt trời thì sẽ tiêu tan. Nhưng lỗi của người có thể từ nơi sự việc mà sửa, có từ lý mà sửa, cũng có từ tâm mà sửa. Vì công phu không giống nhau nên hiệu quả cũng khác biệt. Thí dụ, ngày xưa phạm lỗi sát sinh, nay giới sát mà không giết nữa. Hôm trước sinh lòng phẫn nộ, hôm nay không còn giận dữ nữa. Đó là trên sự việc mà sửa. Do sức miễn cưỡng mà làm nên công phu khó nhọc và căn bệnh vẫn còn. Vì việc ngày nay cũng sẽ sinh vào ngày mai. Không phải là cứu cánh, người khéo léo sửa đổi, khi sự chưa làm thì đã hiểu được lý. Như lỗi ở nơi sát sinh, khi chưa giết vật thì nên nghĩ rằng Thượng Đế có đức hiếu sinh, loài vật đều tham sống sợ chết, ta lại nỡ nào giết vật mà làm ngon miệng mình. Lại nghĩ rằng loài vật khi bị giết đã bị dao cắt, lại còn phải chịu cảnh luộc nấu hay xào chiên ở trong nồi. Sự đau khổ này nếu là ta sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, giết vật nuôi ta một bữa, khi ăn rồi cũng trở nên không. Rau cải cũng có thể nuôi sống ta, sao lại nhẫn tâm đi giết hại loài vật mà tạo thêm oán thù và làm tổn phúc thọ của mình? Lại nghĩ rằng phàm loài vật có khí huyết đều có linh tính, đã có linh tính thì cùng thể với ta. Tuy rằng ta không có đức của thánh nhân làm cho loài vật gần gũi ta, mến phục ta, nhưng cũng không đến nỗi phải giết vật mà kết thành oán thù đời đời. Nghĩ đến đây, khi ăn thịt vật, lòng ta làm sao nuốt vào cổ được? Như hôm trước giận nộ, nên nghĩ rằng mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Khi gặp người vô lễ với ta, ta nên nghĩ rằng người đó không bằng ta và khả năng đều kém ta, nên không hiểu lý. Do đó, ta phải thương hại cho họ hơn là sinh lòng giận dữ hay trách móc. Cơn giận đó tự nhiên sẽ nguôi. Lại nghĩ rằng trong thiên hạ không có người nào tự cho mình là hào kiệt, cũng không có học vấn nào để oán trách người. Phàm việc ta làm chưa được đều là đức ta chưa đủ, nên chưa có cảm ứng mà phải phản tỉnh lấy mình. Như thế thì giận từ đâu mà sinh? Lại nữa, nghe lời hủy báng mà không nộ, tuy người vô lễ trách bóc ta, cứ xem như là người đang cầm lửa để đốt không trung, trước sau cũng tắt. Nghe lời hủy báng mà giận nộ, tuy dùng đủ mọi lời để bàn cãi, nhưng cũng chỉ như tầm kết kén, tự buộc lý mình mà thôi. Giận nộ chẳng những vô ích mà lại còn có hại nữa. Tất cả tội lỗi có trên, nếu lấy lý mà suy nghĩ thì tội lỗi sẽ không còn sinh nữa. Thế nào gọi là từ tâm mà sửa? Lỗi tuy có ngàn vạn nhưng chỉ sinh từ một tâm. Nếu tâm bất động thì từ đâu mà sinh? Đối với háo sắc, háo danh, háo tài vật hay giận nộ, với tất cả những lỗi này, ta không cần truy tầm nguyên do, chỉ tồn lấy một tấm lòng hành thiện thì ý niệm chánh sẽ hiện ra trước mặt. Ta niệm
tự nhiên sẽ đánh xa. Như ánh mặt trời ở giữa không, loài vọng lượng sẽ phải lẩn tránh. Vọng lượng là yêu tinh của loài cây cỏ. Lỗi từ tâm mà sinh, và cũng từ tâm mà sửa. Như muốn trừ đi một cây độc thì phải nhổ từ rễ. Cần chi phải trừ lá hay cắt cành? Phương pháp trị tâm hay nhất là giữ cho tâm được thanh tịnh. Khi tâm dao động, tức khắc giác ngộ. Khi giác ngộ sẽ trở nên vô, đó là phương pháp thượng thừa. Nếu không giác ngộ được thì cần phải dùng lý để khiển trừ. Nếu vẫn không khiển được, tức thời tùy nơi sự việc mà ngăn chặn, không cho sự việc phát sinh. Đây là phương pháp hạ thừa. Cách sửa lỗi hay nhất là áp dụng cho ba phương pháp tu tâm, hiểu lý và ngăn sự. Nhưng nếu chỉ biết ngăn sự mà không hiểu lý với tu tâm thì là một điều thiếu sót vậy. Đã phát nguyện sửa lỗi, cần phải có bạn tốt nhắc nhở, có quỷ thần chứng minh. Với một lòng thành sám hối, ngày đêm không dứt, trải qua một tuần, hai tuần, cho đến một tháng, hai tháng, ba tháng, tự nhiên sẽ có hiệu nghiệm. Hoặc là tâm thần phóng khoáng, hoặc là trí tuệ đốn khai, hoặc là gặp chuyện phiền hà mà tự nhiên được thông suốt, hoặc là gặp oán thù mà đổi giận thành vui, hoặc là mơ thấy mình ói mửa ra vực đen, hoặc là thấy thánh hiền đến tiếp dẫn, hoặc là mơ thấy bay lượn giữa không trung, hoặc là mơ thấy cờ xí, bảo cái, đều là những điềm tốt, tượng trưng cho tội lỗi cũ đã không còn nữa. Nhưng cũng không thể chấp trước tự kiêu mà làm cản trở bước tiến trên con đường tu tâm. Ngày xưa, Cừ Bá Ngọc khi đến năm 20 tuổi đã biết được lỗi lầm của mình mà bắt đầu sửa. Đến năm 21 tuổi thì biết được mình còn có lỗi chưa sửa hết được. Đến năm 22 tuổi, quay ngược lại nhìn 21 năm về trước thì như một giấc mộng, năm qua đều phản tỉnh. Đến năm 50 tuổi là nhìn thấy những chỗ sai của 49 năm trước. Thuật sửa lỗi của các bậc hiền triết ngày xưa còn công phu như thế. Còn phần ta, kẻ phàm phu, đã tích biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại những việc đã qua mà lại không thấy rõ lỗi của mình, đó là một cái bình, như mắt của người có bình mà không thể nhìn được vậy. Người có lỗi nhiều cũng có hiệu nghiệm, như tâm thần hôn mê, có tính mau quên, hay trong lúc vô sự mà thường hay phiền não, hay thấy người quân tử mà cảm thấy xấu hổ, hay nghe lời nói ngay thẳng mà tỏ vẻ không vui, hay là thí ơn cho người mà lại hối hận và oán hận cho mình, hay là nằm mơ thường gặp ác mộng và hay lỡ miệng mất lời. Tất cả những triệu chứng này đều là nghiệt tướng của tội lỗi. Nếu có một trong những dấu hiệu này thì phải phản tỉnh mà phát tâm sửa lỗi để trở thành một con người hoàn thiện. Trái lại sẽ tự làm hại đến mình mà không hay. Chương thứ 3: Phương pháp tích thiện. Kinh dịch viết: gia đình tích thiện sẽ có nhiều việc tốt lành. Ngày xưa gia đình họ Nhan trước khi gả con cho Thúc Lương Hột đã phải tra xét tổ tiên mấy đời của dòng họ này. Khi biết được gia tộc này đã tích đức nhiều đời mới chịu cho con du quy. Đức Khổng Tử, vị thánh vạn thế sư biểu, chính là con của Thúc Lương Hột.
Đức Khổng Tử ca ngợi lòng hiếu thảo của vua Thuấn. Khi vua Thuấn tế tổ, tổ tiên sẽ đến hưởng. Vì đức hiếu của vua Thuấn cảm động đến cả trời đất. Chẳng những thế, con cháu của vua Thuấn cũng được hưởng phần đức đó. Nước Trần trong thời Xuân Thu chính là hậu duệ của vua Thuấn. Này lấy thêm một vài bằng chứng cụ thể để dẫn chứng. Dương Vinh, người huyện Kiến Ninh, tỉnh Phước Kiến, làm quan đến chức thiếu sư. Tổ tiên mấy đời đều làm nghề lái đò đưa người quá giang. Một lần trong làng xảy ra nạn hồng thủy, nhà cửa bị nước cuốn trôi. Trong số những người lái đò, nhiều người nhân cơ hội này làm giàu bằng cách vớt lấy những đồ dùng quý báu trôi nổi trên mặt nước. Trong khi đó, tăng tổ của Dương Vinh chỉ lo cứu vớt những người chết đuối. Đến đời thân phụ của Dương Vinh, một thần nhân hóa thân làm đạo sĩ đến nhà nói rằng: tổ tiên ông tích đức nhiều đời, gia tộc ông sau này sẽ thịnh. Nay ta chỉ cho ông một chỗ và đem hài cốt của thân sinh và tổ phụ của ông chôn vào nơi đó. Thân phụ của Dương Vinh làm theo lời dặn. Khi sinh ra Dương Vinh, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, thi đỗ làm quan đến chức tam công trong triều. Vì sao? Con cháu của Dương Vinh cũng đều hiển đạt. Ở huyện Cần có người Dương Tự Trừng giữ chức huyện lệ trong huyện, là người có lòng nhân hậu, giữ phép công bằng. Nhưng cấp trên là quan huyện tệ, là một người nghiêm ngặt, tính rất oán ghét những kẻ phạm pháp. Có một lần Dương Tự Trừng thấy một tù nhân bị quan huyện tể đánh đập một cách tàn nhẫn, máu me lai láng đầy mình, mà quan huyện tể vẫn chưa nguôi cơn giận. Dương Tự Trừng cảm thấy thương hại, bèn quỳ xuống trước mặt quan huyện tể mà xin tội cho phạm nhân. Quan huyện tể vẫn chưa nguôi được cơn giận, đáp rằng: người này làm trái lý phạm pháp, những kẻ như vậy chỉ làm hại cho xã hội mà thôi, không giận sao được. Dương Tự Trừng cúi lại bạch rằng: trong nước loạn lạc đã lâu, cấp trên không noi theo đạo lý mà hành sự, thì những kẻ ở dưới là bá tánh làm sao có được một gương tốt mà noi theo. Việc xét án, nếu tra xét được hư thực, ta còn phải thương cho phạm nhân đã mang tội phải chịu hình phạt, không nên tỏ lòng vui mừng, còn như giận nộ mà đánh đập, e rằng nghi can không có tội, nhưng không chịu được cảnh hành hạ đánh đập, đành phải khai nhận. Như thế chẳng phải là oan cho người hiền chăng? Quan huyện tệ nghe lời của Dương Tử Trừng có lý, nên nguôi cơn giận và từ đó không còn ra tay đánh đập tù nhân nữa. Dương Tự Trừng là vị quan nghèo, nhưng mỗi khi có người đem lễ vật đến biếu, ông ta không khi nào nhận. Mỗi khi tù nhân thiếu lương thực, ông thường ra tay tiếp tế. Có một lần, một số tù nhân mới không có lương thực, và gia đình ông cũng đang thiếu gạo. Nếu giúp người tù, thì người nhà phải chịu đói. Nhưng thấy tù nhân da mặt xanh xao, trông thật đáng thương, bèn đem việc nuôi tù bàn với người vợ. Vợ hỏi rằng: tù nhân từ đâu đến? Dương Tự Trừng đáp: từ Hàng Châu đến, trên đường chưa ăn uống gì cả. Người vợ nghe xong, bèn đem số gạo còn lại mang đi nấu cháo cho tù nhân ăn. Vì sao? Người vợ sinh được hai người con trai, con lớn là Thủ Trần, con thứ hai là Thủ Chỉ, làm quan đến chức Nam Bắc Lại Bộ Thị Lang. Hai người cháu cũng là danh thần trong triều. Nay hai vị Sở Đình và Đức Chính cũng là hậu duệ của Dương Tự Trừng.
Vào giữa năm chính thống, có thổ phỉ là Đặng Mậu Tuất làm loạn ở Phước Kiến. Số người ùa theo cũng đông, trong đó cũng có một vài sĩ tử. Triều đình triệu quan ngự sử huyện cận là Trương Hiến Khải mang quân đi dẹp loạn. Trương Hiến Khải dùng kế bắt được Đặng Mậu Tuất, nhưng dư đạn của thất vẫn còn hoành hành ở miền đông của tỉnh Phước Kiến. Trương Hiến Khải sai quan Bố Chánh Ti là Tạ Đô Sự mang quân đi tiểu trừ và dặn rằng hễ bắt được giặc là phải giết để trừ hậu hoạn. Tạ Đô Sự là người nhân hậu, e rằng quân lính của mình lạm sát người vô tội, nên tìm cách lấy danh sách của bọn giặc và xét rằng phàm những người không có tên trong danh sách đó đều không phải là đồng đảng của bọn giặc, chỉ vì lo sợ bọn cướp làm hại đến tính mạng, bất đắc dĩ phải ùa theo mà thôi. Nên phát cho những người này một lá cờ trắng trước cửa và dặn quan binh rằng hễ nhà nào có cắm lá cờ trắng trước cửa đều không thể bắt giết. Sau cuộc tiểu trừ này, Tạ Đô Sự cứu được trên một vạn người vô cớ khỏi cái chết oan, và dư đảng của Đặng Mậu Tuất hoàn toàn tan rã từ đó. Vì sao con của Tạ Đô Sự là Tạ Thiên Thi Đậu Trạng Nguyên làm quan đến chức tể tướng, người cháu là Tạ Phi cũng thi đậu thám hoa. Ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến có người Lâm Thị, tổ tiên đời trước có người mẹ Lạc Thiện háo thí, thường hay làm bánh bao bố thí cho người. Một vị tiên hóa thân làm đạo sĩ, mỗi ngày đều đến nhà hóa duyên 6-7 cái bánh bao. Trải qua 3 năm, tiên nhân thấy lòng thiện của người này mới nói rằng ta ăn bánh của bà đã 3 năm, không biết lấy gì để báo đáp. Nay đến báo cho bà có một miếng đất tốt, sau khi bà tịch thì dặn con cháu đem chôn tại chỗ đó. Con cháu sau này đều có phước lộc. Sau khi bà chết, người con làm theo lời mẹ dặn, đem di thể bà chôn ở miếng đất to do tiên nhân đã chỉ. Qua đến đời sau, quả nhiên gia tộc này có đến 9 người đặt khoa, và liên tiếp mấy đời con cháu của bà này đều đặng làm quan lớn. Người trong huyện đương thời truyền rằng mỗi lần dòng họ Lâm có người đi thi, trong danh sách không khi nào có người bị lọt sổ. Thân phụ của quan thái sử Phùng Trác Am khi còn là ấp Tường Sinh. Xin giải thích rộng thêm, ấp tức là huyện. Ngày xưa, một người sau khi thi đỗ tú tài, được vào học trong trường huyện, thì gọi là ấp Tường Sinh. Một hôm, vào ngày giá lạnh của mùa đông, trên đường đi đến trường, trông thấy một người té nằm trên mặt tuyết, bèn tiến gần để xem cứu cánh. Thấy thân thể người này gần như bị chết cứng, liền cởi chiếc áo bằng da của mình cho nạn nhân mặc, đồng thời cõng nạn nhân trở về nhà mình cứu chữa. Sau khi cứu xong người này, thân phụ của quan thái sử nằm chiêm bao, thấy thần nhân đến mách bảo: ông cứu sống một mạng người với lòng chí thành, nay ta cho Hàn Kỳ đầu thai làm con của ông. Xin giải thích rộng thêm, Hàn Kỳ là một người văn võ song toàn, đã từng làm tể tướng trong hai triều vua Anh Tông và Thần Tông thời Tống. Quả nhiên không bao lâu bèn sinh ra Trác Am, cũng vì thế mới đặt tên tự là Kỳ. Ung Thượng Thư ở phủ Đại Châu thời Tráng Niên thường hay đi vào rừng đọc sách. Trong rừng thường có quỷ đến quấy rầy.
nhưng ân công vẫn không sợ sệt. Vào một buổi chiều hoàng hôn, ân công nghe một tên quỷ nói rằng: trong xóm này có một thiếu phụ, chồng đi buôn bán ở ngoài lâu năm vẫn chưa thấy về. Cha mẹ chồng tưởng con mình đã chết nên ép con dâu tái giá, nhưng thiếu phụ này rất chung thủy với người chồng, không muốn tái giá nên ngày mai sẽ đến treo cổ chết tại đây. Lúc có người đến thế, ta sẽ được đi đầu thai. Nghe lời quỷ nói xong, ân công thấy thương hại cho thiếu phụ, bèn trở về nhà bán đi một thửa ruộng của mình, lấy được 4 lượng bạc và lập tức viết một lá thư giả mạo là chồng của thiếu phụ cùng với 4 lượng bạc gửi về cho thiếu phụ. Sau khi nhận được thư, cha mẹ chồng của người thiếu phụ nhìn bút tích cũng giống như chữ của con mình nên tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng sau đó nghĩ lại, thơ tuy không phải do con mình viết, có thể là giả, nhưng tiền bạc thì là thật. Trừ con mình ra, có ai vô cớ gửi tiền cho mình đâu. Nên tin rằng con của mình hãy còn sống và không bắt ép con dâu đi tái giá nữa. Vì sao chồng của thiếu phụ quả nhiên trở về, vợ chồng được sum họp, cả gia đình đều mừng rỡ. Vài ngày sau, ân công lại nghe tiếng quỷ nói: đúng ra là ta đã được đầu thai, nhưng bị thằng tú tài này làm hỏng chuyện nên sự không thành. Một con quỷ khác nói: vậy tại sao không làm hại nó đi? Quỷ kia đáp: không được đâu, người này là một người chính trực, có lòng nhân từ. Thượng đế đã chọn nó làm thượng thư ở chỗ âm phủ rồi, ta làm sao làm hại nó được. Ân công nghe xong, từ đó lại càng tích cực hành thiện, công đức mỗi ngày một lớn. Mỗi khi gặp nạn đói kém, ông thường lấy gạo ra cứu tế. Mỗi lúc họ hàng thân thích gặp lúc nguy cấp, ông dùng đủ mọi cách để giúp người qua cơn hoạn nạn. Khi gặp nghịch cảnh, ông thường hay phản tỉnh lấy mình mà không trách người, cũng không oán trời. Con cháu của ông về sau đều vinh hiển. Huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô có người từ Phụng Trúc, thân phụ là người giàu có đương thời. Khi gặp nạn mất mùa, thân phụ ông đem tiền thuế thu được từ người tá điền mang ra cứu trợ cho dân trong làng để làm gương cho những người giàu khác noi theo, đồng thời cũng lấy gạo ra giúp đỡ người đói kém. Một đêm, mọi người đều nghe thấy tiếng quỷ hát trước cửa nhà họ Từ: ngàn không hoa, vạn không hoa, tú tài của nhà họ Từ sẽ đăng khoa. Và nhiều đêm liên tiếp như vậy, dân làng đều nghe thấy tiếng quỷ hát câu này trước nhà họ Từ. Trong năm đó, Từ Trúc Phụng dự kỳ thi hương, quả nhiên đậu cử nhân. Thân phụ của Từ Trúc Phụng từ đó càng tích cực hành thiện, như sửa cầu, đắp đường, bố thí cúng dường tăng đi. Phàm là việc hữu ích cho người, ông đều tận tâm hết sức. Vì sao lại nghe thấy có tiếng quỷ hát trước nhà họ Từ: ngàn không hoa, vạn không hoa, cử nhân nhà họ Từ sẽ được làm quan. Vì sao Từ Trúc Phụng làm quan đến chức tuần phủ? Đồ Khang Hy, người Phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, khi giữ hình bộ đô sự, thường hay ngủ bên nhà tù để tra xét tình hình của phạm nhân. Ông tra hỏi nhiều tù nhân, được biết rằng nhiều người vì bị mắc oan mà vào ngục, và do đó ông tìm cách giải oan cho họ. Đúng ra ông là người giải oan có công, nhưng ông không cho đó là công trạng của mình, mà đem danh sách và lời khai của những người bị oan viết thành công văn trình lên cho cấp trên để xét lại. Đến thời kỳ xét án,
vì quan hình bộ mới phát hiện những người đó đều bị hàm oan mà vào tù. Do đó, đều cho những người này được tráng án. Dân trong kinh thành đều ca ngợi vị quan xét án là minh quan. Đồ Khang Hy lại bạch cùng quan thượng thư rằng: ở kinh thành, nơi nhà vua cư ngụ còn nhiều người mắc oan như vậy. Khắp nước, ở những điểm xa xôi hẻo lánh, số người bị hàm oan có lẽ còn nhiều hơn. Đại nhân nên tâu cùng thánh thượng, mỗi năm sai một vị quan giảm hình đi khắp các tỉnh để tái xét án tình cho dân. Nếu xét ra thực sự có tội thì phải trừng phạt cho xứng đáng. Tội nhỏ thì giảm hình, vô tội thì phóng thích. Như thế người dân mới thấm nhuần được đức chánh của thánh thượng. Quan thượng thư nghe lời của Đồ Khang Hy thật có lý, bèn viết sớ tâu cùng vua. Vua y chuẩn theo lời tâu, và Đồ Khang Hy là một trong những người được chọn làm quan giảm hình đi tra án. Trong đêm đó, Đồ Khang Hy nằm mơ thấy một vị thần đến nói rằng: số của ông không có con, nay vì lời đề nghị về việc tái xét và giảm hình của ông hợp với lòng trời, thượng đế tặng cho ông ba người con, sau này đều được vinh hiển. Vậy sao, người vợ của Đồ Khang Hy quả nhiên sinh được ba người con là Ưng Tổn, Ưng Khôn và Ưng Thuân. Ba người đều là quan lớn trong triều. Gia Hưng có người Bao Bằng, hiệu Tính Chi, phụ thân đã từng làm tri phủ Trì Châu. Bảy người con trong gia đình, Bằng là người con út, được người họ Viên của huyện Bình Hồ kén làm rể. Bằng thường giao thiệp và chơi thân phụ ta, học vấn và kiến thức của ông sâu rộng. Nhưng vận ông không may, nhiều lần dự kỳ thi hội mà vẫn không đậu. Ông thích nghiên cứu kinh điển của Phật giáo và Đạo giáo. Có một lần, ông vào ở Hồ Mão, tình cờ thấy một ngôi chùa cũ trong làng dột nát từ lâu mà không người sửa chữa. Pho tượng Quan Âm trong chùa bị nắng mưa làm hư. Bao Bằng liền trích 10 lạng bạc trong mình ra, giao cho hòa thượng chủ trì để tu sửa lại ngôi chùa. Hòa thượng đáp: tu sửa lại ngôi chùa là một công trình lớn, e rằng 10 lượng bạc đó không thể làm trọn tâm nguyện của thí chủ. Bao Bằng nghe hòa thượng nói thế, liền sai người bọc lấy thêm 10 tấm vải tốt được sản xuất ở vùng Tùng Giang, cùng với 7 bộ đồ mới, để trong rương giao cho hòa thượng chủ trì. Người bộc nói: khi bố thí quần áo cho chùa rồi thì ông đâu còn bộ đồ nào để mặc nữa. Bao Bằng cười nói: chỉ cần pho tượng của Đức Quan Âm không bị nắng mưa làm hại, dù ta phải ở chuồng cũng không sao. Hòa thượng chủ trì cảm động đến chảy nước mắt mà nói rằng: bố thí vàng bạc và áo vải là một chuyện không khó, nhưng tấm lòng hỷ xả của thí chủ mới thật là quý hoa và hiếm có. Sau khi ngôi chùa được sửa xong, Bao Bằng cùng thân phụ đến chùa làm lễ, và đêm hôm đó tá túc tại chùa. Đêm hôm đó, Bao Bằng mơ thấy thần hộ pháp trong chùa đến tạ ơn và nói rằng: công đức ông làm trong chùa, sau này con của ông sẽ được hưởng. Về sau, con của Bao Bằng là Bao Biện, cháu là Thánh Phương, cũng đều đăng khoa và làm quan. Làng Gia Thiện có người họ Chi, tên Lập, thân phụ là một phòng lại trong hình bộ. Thấy một tù nhân vô tội, sắp bị chém chết, mà tỏ lòng thương hại, nói rằng: ta sẽ giúp ông binh quan thoát tội. Tù nhân cảm động nói với vợ rằng: chi công có lòng giúp ta, chỉ thẹn rằng
ta nghèo, không biết lấy gì để báo đáp ơn nghĩa đó. Ta nghĩ ra một cách. Ngày mai ông ta có công vụ đến làng mình. Mình hãy mời ông ta đến nhà ăn một bữa cơm và hãy hầu hạ ông đó một đêm để tỏ lòng biết ơn. Như thế, ông ta thế nào cũng ra sức để giúp mình. Người vợ nghe xong lời chồng, biết làm như thế là không đúng, nhưng muốn cứu chồng mình thoát chết, chỉ biết khóc mà dâng lời. Khi thân phụ của Chi Lập đến nhà của tù nhân, người vợ trong nhà bèn mời ông uống rượu và đem lời của chồng mình nói lại cho ông hay. Ông hiểu ý của đôi vợ chồng này, nhưng một mực từ chối và nói rằng: ta cũng như vợ chồng bà, đều không thể làm chuyện dại dột như vậy. Vì thấy chồng bà bị oan mà muốn ra sức giúp vậy thôi, nào cần vợ chồng bà báo ơn nghĩa gì đâu. Với sự giúp đỡ của vị quan phòng lại, người tù vô tội được trắng án. Hai vợ chồng tìm đến nhà bái tạ nói rằng: nhờ ân công, gia đình của ta mới được đoàn tụ. Ơn này không biết lý gì để đền đáp. Nay ân công không có con, vợ chồng ta có một đứa con gái muốn gả cho ân công làm tỳ thiếp để phụng sự công việc. Việc này không trái với đạo lý, chẳng biết ý ân công ra sao. Vị quan phòng lại thấy hai vợ chồng có lòng thành như vậy, bèn chuẩn bị sính lễ cưới người con gái của hai vợ chồng về làm thiếp. Về sau được một người con, đặt tên là Lập. Chi Lập đầu trung khôi vào năm 20 tuổi và làm quan ở trong Hàn Lâm Viện. Hai người con của Chi Lập là Chi Cao và Chi Lộc đều là cống sinh trong Quốc Tử Giám. Con của Chi Lộc là Đại Luân cũng đỗ khoa giáp làm quan trong triều. Từ 10 thí dụ trên cho ta thấy, tuy việc làm không giống nhau nhưng đều quy về nẻo thiện. Nếu xét kỹ mà nói thì thiện có chân, có giả, có đoan, có khúc, có âm, có dương, có thị, có phi, có thiên, có chánh, có bán, có mạng, có đại, có tiểu, có nan, có dị, cần phải phân biệt suy nghĩ. Hành thiện mà không hiểu được lý, đôi khi làm việc sai rồi mà còn cho là đúng, chỉ khổ công và vô ích mà thôi. Thế nào là chân thiện và giả thiện? Một nhóm nho sinh hỏi Hòa Thượng Trung Phong: nhà Phật nói thiện ác báo ứng như hình với bóng, nay thấy nhiều người làm việc thiện nhiều mà con cháu lại không khá, có người làm việc ác nhiều mà con cháu làm ăn lại thịnh vượng, lời Phật nói thật không căn cứ. Hòa Thượng Trung Phong nói: người thường khi tục duyên chưa dứt, mắt huệ chưa mở, đôi khi cho việc ác là thiện, cho việc thiện là ác. Đó là thiện ác điên đảo, tự mình không rõ thiện ác, mà lại oán người trách trời Phật là không có báo ứng. Như thế là lầm. Một nho sinh khác hỏi: thiện là thiện, ác là ác, làm sao gọi thiện ác điên đảo được? Hòa Thượng bèn mời từng người trình bày về quan niệm thiện ác của mình. Một người nói: chửi người đánh người là ác, kính người và lễ độ với người là thiện. Hòa Thượng Trung Phong trả lời: cũng chưa hẳn là đúng. Mấy vị nho sinh sau khi trình bày xong quan niệm thiện ác của mình, Hòa Thượng Trung Phong đều cho là không đúng, nên mời Hòa Thượng dạy bảo. Hòa Thượng Trung Phong nói: phàm chỉ có ích cho người là thiện, có ích cho mình thì là ác. Nếu có ích cho người thì dù có đánh đập hay mạ lị người đó cũng vẫn là thiện. Nếu là việc có lợi ích cho mình, dù cung kính lễ độ với người cũng là ác. Cho nên việc hành thiện của một người nếu có ích cho người thì là công,
khi đã là công đức thật, lợi cho mình thì là tư. Đã là tư tức là giả. Việc thiện xuất phát từ tấm lòng thành của mình là chân. Nếu động cơ hành thiện là để cho người biết thì là giả. Hành thiện mà du di là chân, nếu hữu di thì là giả. Cho nên muốn biết một hành động thiện hay ác, cần phải xét đến động cơ của việc đó thuộc chân hay giả, thuộc công hay tư, mới có thể phán xét được. Thế nào là đoan thiện và khúc thiện? Người thường đều cho rằng kẻ cẩn nguyện là người thiện, nhưng thánh nhân lại cho rằng những kẻ cuồng và quyên mới là thiện nhân. Vì một người cẩn thận, nhẹ dạ, thường thiếu chí cương quyết, xét việc theo cảm tình, dễ gây cho người có quan niệm sai lầm về phương diện đạo đức. Thánh nhân cùng trời đất quỷ thần xét việc hòa phúc theo lẽ phải mà không theo quan niệm thường tình của thế đời. Muốn tích đức, lòng thiện phải chân thật, phát từ cõi lòng, đó là đoan thiện. Nếu có ti hào thiên lệch về tình ý thì là khúc thiện. Một lòng thuần tình yêu người là đoan, nếu lòng có ti hào ý niệm ngoạn đời là khúc. Đoan thiện là ngay, khúc thiện là lệch. Hành thiện theo ý là đoan, theo tình là khúc, không thể không biết. Thế nào là âm thiện và dương thiện? Phàm là một việc thiện để cho người biết thì là dương thiện. Làm việc thiện mà không cho người hay thuộc về âm đức. Âm đức sẽ được trời báo, dương thiện chỉ là hưởng danh, tức là có tiếng tăm trên đời. Danh cũng là phần phúc, nhưng tạo hóa cũng như người đời thường hay kỵ những người có danh vọng cao nhưng không phù hợp với đức của mình, thường hay mang họa vào thân. Còn những người vô cố mà bị mang tiếng hay mắc oan, con cháu về sau đều khá. Sự sai biệt giữa âm đức và dương thiện thật là vi diệu. Thế nào là thị thiện và phi thiện? Vào thời điểm chiến quốc, dân nước Lỗ thường bị những nước lân cận bắt đi làm sai dịch. Nước Lỗ đặt ra một câu luật: phàm là có người nào lấy tiền chuộc được bá tánh nước Lỗ trở về nước đều được tưởng thưởng. Một học trò giàu có của Đức Khổng Tử là Tử Cống hay tin này, bèn lấy tiền ra chuộc được một số người về. Nhưng Tử Cống nghĩ rằng chuộc người về nước là sức mình có thể làm được, nên không đi lãnh thưởng. Đức Khổng Tử hay tin bèn trách Tử Cống: con cũng đi lãnh thưởng là một điều sai lầm. Hành động của người quân tử là phải đi phong dịch tục. Xin nói rõ nghĩa ra, làm cho phong khí tốt được lưu hành, biến những tập tục xấu trở nên tốt, chứ không phải là hành động theo ý muốn riêng tư của mình. Hiện nay ở nước Lỗ, người giàu có thì ít, người nghèo khổ thì nhiều. Nhà nước ra lệnh tưởng thưởng cho những người có công chuộc người với mục đích là khuyến khích mọi người ra tiền, ra sức để chuộc tù nhân bị bắt về nước. Nay con người đi trước mà không lãnh thưởng, như thế sẽ làm cho mọi người hiểu lầm rằng cứu người đi lãnh thưởng là một việc tham. Thử hỏi sau này dân trong nước còn ai dám bỏ tiền ra chuộc tù nhân về nước nữa. Một học trò khác của Đức Khổng Tử là Tử Lộ cứu được một người sắp bị chết đuối. Người thoát nạn tặng một con trâu cho Tử Lộ để đáp ơn, và Tử Lộ nhận lấy con trâu đó. Đức Khổng Tử hay tin này bèn ca ngợi Tử Lộ và nói rằng: dân nước Lỗ từ nay
thích ra sức làm việc nghĩa, vì nghĩa cử của con đã tạo nên một phong trào cứu người mắc nạn. Trong hai trường hợp cứu người của Tử Cống và Tử Lộ, người thường sẽ cho rằng Tử Cống không nhận tiền thưởng là một nghĩa cử cao cả, đáng khen. Còn Tử Lộ nhận trâu là một hành động tham lam, vụ lợi. Nhưng sự phán xét của thánh nhân lại khác hẳn, trách Tử Cống mà khen Tử Lộ. Xét hai thí dụ trên, thiện hành của Tử Lộ là thị, hành động của Tử Cống là phi vậy. Thế nào là thiên thiện và chánh thiện? Lữ Văn Ý là một vị quan thanh liêm chính trực. Khi già về hưu trở về Cố Lý, được dân trong làng ngưỡng mộ và tôn kính. Một hôm, có kẻ vô lại trong làng uống rượu, nặng lời sĩ giả Lữ Công, người bộc trong nhà giận, muốn bắt đem nạp cho quan quyền để trị tội. Lữ Công nói rằng: người say rượu đã mất đi lý trí, chỉ nên thương hại, chứ nên trách phạt làm chi. Vài năm sau, tên vô lại đó phạm trọng tội và bị kết án tử hình. Lữ Công hay tin này, cảm thấy hối hận, tự trách rằng: đó là một phần, cũng là lỗi lầm của ta. Phải chỉ mấy năm trước ta nhẹ tay trừng phạt để răn nó, nó còn biết sợ đến phép nước mà không dám làm càn. Không ngờ lòng nhân hậu của ta chẳng những không có ích mà còn làm hại đến người. Đó là lòng tốt mà đưa đến kết quả xấu, lại có lòng ác mà hành thiện. Như một phú ông nọ gặp nạn mất mùa, nhiều người ngang nhiên cướp giật ở ngoài chợ. Phú ông báo cho quan huyện hay, nhưng quan huyện làm ngơ. Bọn người cướp giật thấy thế càng hoành hành. Trong trường hợp bất đắc dĩ này, phú ông phải bỏ tiền ra mướn những tráng đinh khỏe mạnh để bắt lấy bọn cướp. Người nào bị bắt đều bị đem ra bêu xấu ngoài chợ. Bọn trộm thấy thế mà sợ, và từ đó loạn cướp giật mới được yên. Mọi người đều biết làm thiện là chính, làm ác là thiên, tức là thiên lệch. Còn dùng lòng tốt mà hành việc ác tuy là chính, nhưng sự thật thì đã thiên lệch. Đó là trong cái chính có cái thiên ở trong đó. Lòng xấu mà hành việc thiện, bề ngoài tuy là ác nhưng thực ra là thiện. Đó là trong cái thiên có cái chính trong đó. Thế nào là bán thiện và mãn thiện? Kinh dịch viết: không tích thiện không đủ thể thành danh, không tích ác thì không đủ để diệt thân. Sách Thượng Thư viết: tội ác của vua trụ nhà Thương như bình chứa đồ, càng chứa càng đầy, nếu không chứa thì không khi nào đầy dậy. Ngày xưa có một thiếu nữ nhà nghèo đi chùa, muốn bố thí nhưng không có tiền, xét trong mình ra chỉ được có 2 đồng tiền, bèn đem ra cúng dường cho chùa. Hòa thượng chủ trì thấy vậy liền đích thân làm lễ sám hối và cầu phúc cho thiếu nữ này. Về sau thiếu nữ được tuyển vào cung, trở nên giàu có, mang 1000 lượng vàng ra bố thí cho chùa. Nhưng hòa thượng chủ trì chỉ sai học trò của ông ra làm công đức hồi hướng mà thôi. Nữ thí chủ không hài lòng, bèn tìm đến hòa thượng mà nói rằng: mấy năm trước ta chỉ bố thí có 2 đồng tiền thôi, hòa thượng đã đích thân vì ta cầu phúc. Nay ta bố thí 1000 lạng vàng, hòa thượng chỉ sai học trò ra tiếp đãi ta. Chẳng lẽ lễ ta không được hậu lắm hay sao? Hòa thượng chủ trì đáp: lúc trước tuy thí chủ chỉ bố thí có 2 đồng tiền, nhưng lòng của thí chủ rất là chân thật. Nếu bần tăng không đích thân ra cầu phúc thì không thể đáp lại công bố thí của thí chủ.
nay của cải bố thí của thí chủ so với trước tuy nhiều gấp ngàn lần, nhưng lòng thành của thí chủ chỉ là một phần ngàn của lúc trước mà thôi. Cho nên chỉ cần học trò của Bần Tăng cầu phúc cho thí chủ là đủ. Bố thí hai đồng tiền mà được phúc lớn, đó gọi là mãn thiện, tức là việc thiện được tròn đầy. Bố thí ngàn lạng vàng mà được phúc ít, đó là bán thiện, tức là việc thiện chỉ có được một nửa vậy. Ngày xưa, bát tiên Lữ Đồng Tân theo Hấn Chu Ly tổ sư học đạo. Một hôm, tổ sư nói với Lữ Đồng Tân rằng: "Con theo thầy đã lâu và có lòng học đạo. Nay thầy truyền cho con phép điểm thạch thành kim, tức là chỉ đá thành vàng. Con muốn học chăng?" Lữ Đồng Tân nghe thầy mình nói vậy rất mừng, vì nghĩ rằng nếu học được phép này, có thể dùng đá biến thành vàng để giúp đỡ những người nghèo khổ. Nhưng trong lòng còn hoài nghi, bèn hỏi Chu Ly tổ sư: "Bạch thầy, khi phép đã biến đá thành vàng rồi, chẳng biết vàng có còn biến trở lại thành đá không?" Chu Ly tổ sư đáp: "500 năm sau sẽ biến trở lại thành đá." Lữ Đồng Tân nghe thầy nói thế bèn trả lời: "Như thế thì con không học phép này, vì 500 năm sau vàng đá này sẽ làm cho chủ sở hữu của nó phải phá sản." Chu Ly tổ sư cười và nói: "Người tu hành cần phải hội đủ 3000 công mới có thể chứng quả. Với tâm lòng từ bi rộng lượng của con, chỉ một lời nói đó đã hội đủ 3000 công rồi. Nay thầy có thể đem tâm pháp truyền cho con." Nếu hành thiện mà không chấp vào việc thiện đã làm này sẽ được tròn đầy. Nếu tâm chấp vào việc thiện đã làm, dù suốt đời lao lực vào việc từ thiện, nhưng việc thiện cũng chỉ là một nửa mà thôi. Thí dụ, lấy tài vật giúp đỡ người, trong lòng không biết mình đã làm việc bố thí, ngoài không thấy người nhận bố thí, giữa không thấy vật bị bố thí. Như thế gọi là tam luân thể không, đó là tâm đã thanh tịnh. Bao la như thái hư, dù chỉ bố thí một đồng tiền, nhưng phúc đức lại vô lượng. Trái lại, nếu bố thí mà lòng chấp trước, thì dẫu bố thí ngàn lượng vàng, nhưng phúc cũng không được tròn đầy. Thế nào là đại thiện, tiểu thiện? Ngày xưa, Quan Hàn Lâm Diện là vệ trọng đạt, một lần mang bệnh, hồn bị nhiếp xuống âm phủ. Diêm Dương sai phán quan lấy hai cuốn sổ ghi chép việc thiện ác của vệ trọng đạt ra xem. Thì cuốn sổ ghi điều ác đều chép đầy sổ, còn cuốn sổ ghi điều thiện chỉ có vài chữ mà thôi. Diêm Dương lại cho sai phán quan lấy cân ra cân. Thế cuốn sổ ghi điều thiện tuy ít nhưng lại nặng hơn cuốn sổ ghi điều ác. Vệ trọng đạt ngạc nhiên hỏi Diêm Vương: "Tuổi ta chưa đầy 40, sao lại phạm nhiều lỗi như thế?" Diêm Vương đáp: "Nảy ra một ý niệm bất chính là đã gây nên tội lỗi." Vệ trọng đạt lại hỏi: "Cuốn sổ ghi việc thiện chỉ có vài dòng, ghi chép điều gì mà lại nặng hơn cuốn kia vậy?" Diêm Vương trả lời: "Có một lần triều đình ra lệnh tu sửa cầu đá Tam Sơn ở tỉnh Phước Kiến. Ông thấy công trình lớn lao, hao phí tài lực của nhân dân, nên viết sớ tâu cho vua hay để thôi việc xây cất cho dân bớt khổ. Những dòng chữ trong cuốn sổ thiện chính là đơn của ông trình cho nhà vua." Vệ trọng đạt nói: "Tuy rằng ta có trình tâu cho vua chuyện này, nhưng không được vua chấp thuận." Diêm Dương nói:
Tuy không được nhà vua chấp thuận, nhưng lòng tốt của ông đã có công trong việc này. Nếu được vua chấp thuận thì công này lại càng lớn thêm, vì hàng vạn dân đều đội ơn. Cho nên có công đối với nước là lớn, công ở nơi mình thì nhỏ. Thế nào là nan thiện và dị thiện? Tỳ Nho thường nói, muốn khắc kỵ là phải từ chỗ khó mà dùng công phu. Bàn về chữ nhân, Đức Cộng Tử cũng nói là tiên nan, nghĩa là muốn đạt được điều nhân, trước hết phải từ chỗ khó bắt đầu. Việc gì người khác không làm được, mình phải làm cho được. Như thế mới mong đạt được hiệu quả. Như tỉnh Giang Tây, có cụ Đồ họ Thư. Thấy gia đình của một học trò vì thiếu tiền người ta mà phải cho vợ đi làm tỳ thiếp để trả nợ. Thư công thấy vậy, bèn đem tiền lương dạy học 2 năm của mình giúp học trò nghèo này trả nợ, để vợ chồng người ta khỏi chịu cảnh chia ly. Ở Hàm Đan, có người họ Trương đem số tiền dành dụm 10 năm của mình ra giúp người chuộc vợ. Đó là 2 thí dụ người thường khó làm mà làm được, khó xả mà lại xả được. Ở Vũ Trấn Giang, tỉnh Tô Giang, có người họ Cận, tuổi già không con. Người vợ sai người quan làng kế mua gái nhà nghèo về cho ông làm thiếp. Nhưng ông nghĩ tuổi mình đã già nên không nỡ nạp gái tơ về làm thiếp, bèn giao trả người con gái về nhà mà không nhận lại tiền. Đó là một thí dụ khó nhịn mà lại nhịn được. Cho nên trời giáng phúc cho những người này cũng lớn. Người giàu muốn bố thí là một chuyện dễ, nhưng lại thường hay bụng xỉn mà không làm. Trái lại, bố thí là một việc khó đối với người nghèo, nhưng việc khó làm mà được mới là quý vậy. Tùy duyên cứu người và giúp người có nhiều cách, nhưng có thể tóm tắt thành 10 loại như sau. 1. Dụ người hành thiện. 2. Tồn lòng kính và yêu người. 3. Làm trọn vẹn lòng tốt của người. 4. Khuyên người hành thiện. 5. Cứu người trong lúc nguy cấp. 6. Xây cất công trình hữu ích. 7. Bỏ tiền làm phước. 8. Hộ trì chánh pháp. 9. Kính trọng bậc tôn trưởng. 10. Tiếc thương sinh mệnh của loài vật. Thế nào là dụ người hành thiện? Ngày xưa, vua Thuấn ở Lôi Trạch thấy người bắt cá nơi sông đều tranh nhau giành chỗ nước sâu, còn người già cả vì không đủ sức tranh nhau với người trẻ đều phải bắt ở chỗ nông cạn hay nơi nước chảy xiết, nên thường không bắt được cá. Vua Thuấn nhìn thấy cảnh này mà động lòng trắc ẩn, cũng xuống sông bắt cá. Thấy người nào tranh với mình cũng không tỏ vẻ giận hờn và chỉ trích, mà lại còn nhường chỗ tốt của mình cho người. Nếu thấy có người nào nhường chỗ thì lên tiếng khen ngợi người đó. Sau khi bắt cá ở vùng Lôi Trạch được 1 năm, mọi người đều noi gương của vua Thuấn mà nhường chỗ cho giao. Với tài anh minh của vua Thuấn, há không thể dùng lời nói để khuyên người hay sao? Mục đích là lấy hành động làm mô phạm để mọi người noi theo. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp, chớ nên lấy sở trường của mình mà lấn át người, chớ nên lấy điều tốt của mình mà khoe người, chớ nên lấy tài năng của mình làm khổ cho người. Thu liễm tài trí, như hư như không, nên bao dung và che đậy lỗi lầm của người. Thứ nhất là để người có cơ hội sửa chữa. Thứ hai là để người biết rõ lỗi mình mà hổ thẹn, không dám tái phạm. Thấy được cái tốt của người thì nên soi gương mà làm theo. Trong sinh hoạt hàng ngày,
mỗi một lời nói, một việc làm đều không nghĩ vì mình mà vì một chữ công. Như thế mới là độ lượng của người quân tử. Thế nào là tôn lòng yêu kính? Nếu chỉ xét vẻ bề ngoài, quân tử và tiểu nhân thường hay lẫn lộn, mà phải xét đến sự tồn tâm mới phân biệt được. Cho nên người quân tử khác với người khác là ở chỗ tồn tâm mà thôi. Sự tồn tâm của người quân tử là hằng thương con người và tôn kính người. Người có thân sơ, hiền ngu và vạn vật tuy nhiều, nhưng ta đều có thể xem như là đồng bào mà tôn kính và thương yêu. Kính yêu mọi người tức là kính yêu thánh hiền. Nếu rõ được chí của mọi người tức là hiểu được chí của thánh hiền. Vì chí của thánh hiền là muốn thiên hạ an cư lạc nghiệp. Cho nên nếu ta thương người và yêu người là thay thế thánh hiền để lo cho thiên hạ vậy. Thế nào là thành nhân chi mỹ? Ngọc ở nơi đá, nếu dứt bừa bãi thì chẳng khác gì đá dụng, còn như mang đi mài dũa thì sẽ trở thành một miếng ngọc quý. Nếu ta thấy một người làm việc thiện hay là người có chí muốn làm việc thiện, ta nên ra tay trợ giúp để hoàn thành việc tốt của người, hoặc là ra lời khen ngợi, hoặc là ra sức giúp đỡ. Hoặc khi người bị hiểu lầm, ta ra lời thanh minh, hoặc người bị hủy báng, ta tỏ vẻ chia buồn và an ủi, để người không nản chí mà làm trọn việc lành. Người thường có tính hay bài xích dị kỷ, đại để người thiện thì ít và người xấu thì nhiều, nên người tốt thường ở thế cô. Hơn nữa, xưa nay tính tình của các bậc hào kiệt không thích chạy theo thói đời, cho nên người hiền làm việc tốt thường hay bị hủy báng. Trong trường hợp này, nếu có các bậc trưởng thượng nhân đức ra sức khuôn chính để người hủy báng hiểu rõ sự lý, việc thiện của người hiền mới dễ đạt thành. Thế nào là khuyên người hành thiện? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Đã sinh ra làm kiếp người, người chẳng có lương tâm, nhưng đường đời dịch dịch, hai chữ danh lợi dễ làm cho người ta sa ngã mà quên đi bản tính ban đầu. Cho nên sự thế giao thiệp với người, thế hành động và việc làm của một người trái ngược với đạo lý, thì ta hãy dùng lời khuyên ngăn để người quay về nẻo thiện. Tỷ như một người sau một cơn mê dài, ta lên tiếng để đánh thức họ. Một người đang trong cơn ưu phiền, ta tìm cách làm nguôi nỗi sầu của họ. Tùy thời, tùy lúc, ta đều có thể làm những việc ban ơn bằng miệng cho người. Hàng Vũ nói: khuyên người một thời bằng miệng, khuyên người trăm đời bằng sách. Cho nên ra đời khuyên người hay ấn tống kinh sách để khuyên đời là một thiện lớn. So với điều dụ người hành thiện, khuyên người hành thiện tuy là có hình tích, nhưng nếu như người thầy thuốc biết căn cứ vào bệnh tình của bệnh nhân mà cho thuốc thì vẫn đạt được hiệu quả và không thể thiếu vậy. Thế nào là cứu người trong lúc nguy cấp? Lưu ly hoạn nạn, mỗi người chúng ta đều có thể gặp phải. Trong trường hợp thấy người gặp nạn, ta phải tỏ lòng thương hại như chính ta đã gặp phải, mà tìm cách cứu người rời khỏi nơi nguy cấp đó. Như gặp người bị oan ức, ta dùng lời biện minh cho họ. Nếu gặp người liên tục trong cảnh nguy khốn, ta phải tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ. Thôi Tư nói: ân huệ cho người không cần lớn, giúp người qua cơn nguy cấp là được. Đó là một lời của bậc nhân đức. Quý thay.
Thế nào là xây cất công trình hữu ích? Nhỏ thì ở trong làng, lớn thì ở nơi ấp. Làm là công trình có lợi ích công cộng, như khai mương để dẫn thủy nhập điền, đắp đê để phòng lụt lội, xây cầu đắp đường để người tiện bề đi lại, hay là lập trạm bố thí thức ăn, nước uống, cứu người nghèo đói. Khi làm những việc này, không sợ bị người hiềm nghi và cũng không ngại lao khổ mà thối chí. Chẳng những ra sức làm mà còn ra lời khuyên để mọi người góp sức cùng nhau hoàn thành việc thiện. Thế nào là xả tài làm phúc? Vạn hạnh của nhà Phật lấy bố thí làm đầu. Bố thí chỉ là một chữ xả mà thôi. Xả tức là cho người mà không lấy làm tiếc. Người thông đạt được chân lý như Phật, Bồ Tát thì nội xả được lục căn, ngoại xả lục trần. Có nghĩa là chẳng có vật gì mà không xả được. Người thường chúng ta không làm được như Phật và Bồ Tát thì phải từ bố thí tiền bạc bắt đầu. Ăn mặc là điều cần thiết của loài người, và muốn có ăn có mặc thì phải có tiền mới thỏa thuận được. Cho nên bố thí tài vật là một điều quan trọng. Một là có thể cứu giúp người, hai là có thể giúp ta trừ đi được tính bụng xỉn và lòng tham, mà trở thành con người khẳng khái. Ban đầu tuy rằng hơi miễn cưỡng, nhưng dần sẽ trở nên tự nhiên. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Pháp là cặp mắt vạn đời của muôn vạn sanh linh. Nếu không có chánh pháp thì loài người không thể sánh cùng trời đất, và cũng không thể cùng trời đất hóa dục vạn vật, không thoát ly được sự thúc phược của phiền não, không thể biết được phương pháp nhập thế để trị đời, cũng không biết được phương pháp xuất thế chứng đạo để cứu chúng sinh trời bến mê mà lên bờ giác ngộ. Cho nên phàm thấy hình tượng của thánh hiền, kinh thi điển tịch đều phải kính trọng, và nếu có chỗ nhơ nhuốc hay rách nát thì nên chỉnh đốn lại. Còn như trợ giúp về việc hoằng dương chánh pháp lại là một việc nên làm để cứu rỗi chúng sinh và báo ân Phật. Thế nào là kính trọng tôn trưởng? Ở nhà là cha mẹ, anh chị, ở ngoài là người lãnh đạo. Phàm những người tuổi tác hơn ta, tài đức hơn ta, địa vị hơn ta, kiến thức hơn ta đều phải kính trọng. Tại nhà phụng sự cha mẹ phải có lòng yêu thương là tôn kính. Nói chuyện với cha mẹ phải hòa nhã, ôn tồn. Nếu làm được như vậy thì là một đặc tính tốt. Đó là khí thái hòa, có thể cảm cách thiên địa. Khi rời khỏi gia đình ra giúp việc nước, mỗi khi làm một việc, không thể vì cấp trên không biết mà tự ý hành động. Khi xét tội của một người, không thể vì thượng cấp không biết mà lạm dụng quyền thế của mình để tác oai tác quái. Người xưa thường hay lấy câu cha mẹ và quân dương lớn như trời, phải kính cẩn phụng sự để khuyên đời. Nên thực hành theo lời nói này, vì hai chữ trung hiếu quan hệ mật thiết với âm đức. Thử xem, xưa nay con cháu của các bậc trung thần hiếu tử, có người nào không thịnh? Thế nào là thương tiếc sinh mệnh của loài vật? Con người chúng ta sở dĩ là người là vì có lòng trắc ẩn. Cầu đức nhân tức là cầu lấy lòng này, tích đức cũng là tích lấy lòng này. Sách Châu Lệ chép, không nên dùng vật cái để tế lễ trong tháng đầu của mùa xuân, vì e rằng vật cái có chữa.
Thầy Mạnh Tử nói: người quân tử rời xa nhà bếp, đó là lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn thấy loài vật bị giết. Đối với người không bỏ được thịt mà ăn chay, người xưa có bốn điều khuyên răn như sau: nghe tiếng con vật kêu than trong lúc bị giết, thịt của con vật đó không nên ăn. Trông thấy con vật bị giết, thịt của con vật đó không nên ăn. Vật do mình nuôi thì không nên giết ăn. Vật gì mình mà giết thì không nên ăn. Đó là một phương pháp để nuôi dưỡng lòng từ bi, và dần dần sẽ trở nên tự nhiên. Chẳng những không nên sát hại loài vật để ăn thịt, nhất thiết loài xuẩn động đều có sinh mạng, như nấu kén để lấy tơ, cuốc đất trồng trọt làm tổn thương đến loài vật cũng là sát sanh vậy. Ngày thường tay của ta làm ngộ thương, chân ta ngộ đạp chết biết bao nhiêu sinh mạng của loài côn trùng, cho nên không thể không chú ý. Người xưa nói: yêu chuột thì để cơm thừa, thương ngài không nên thắp đèn. Lời này thật là nhân từ vậy. Hành thiện có nhiều phương pháp, không sao kể cho hết. Nhưng nếu từ 10 điểm trên mà suy diễn, khuếch sung thì vạn đức đều quy tụ. Chương thứ tư: công hiệu của đức khiêm. Kinh dịch viết: đạo trời làm giảm đi phần đầy mà bổ sung ít cho phần thiếu. Đạo của đất làm biến đổi phần đầy để bù vào chỗ khiếm. Quỷ thần làm hại những gì quá mãn mà gieo phúc đức khiêm. Đạo người thì ghét những người tự kiêu tự mãn mà thích người có đức khiêm tốn. Trong số 64 quẻ của kinh dịch, chỉ có quẻ khiêm là được 6 hào đều tốt. Đủ thấy đức khiêm hệ trọng đến cỡ nào. Sách Thượng Thư chép: mãn chiêu tổn, khiêm thọ ít. Nghĩa là đầy sẽ chuốc lấy sự thiếu thốn, khiêm thì sẽ được sự lợi ích. Ta thường đi ứng thi với nhiều người bạn, mỗi khi thấy những kẻ hàng sĩ sắp đỗ đạt, đều thấy họ là những người có đức khiêm tốn, đáng được ca tụng. Vào năm Tân Mùi, ta lên kinh dự kỳ thi hội. Huyện Gia Thiện có tất cả 10 người đi chung với ta. Trong đó có một người họ Đinh, tên Kính, hiệu Vũ Tân, là người nhỏ tuổi nhất và là một người cực kỳ khiêm tốn. Ta nói với người bạn thân là Phí Cẩm Ba rằng: trong kỳ thi này Đinh Kính thế nào cũng đậu. Phí Cẩm Ba ngạc nhiên hỏi lại: làm sao huynh biết được? Ta nói rằng: người có đức khiêm tốn sẽ được phúc. Huynh thấy trong nhóm chúng ta có tất cả 10 người, có người nào thành thật chất phác như Đinh Kính chăng? Có người nào cung kính và nhún nhường bằng Đinh Kính chăng? Lại nữa, mỗi khi bị người làm nhục, anh ta không khi nào lên tiếng cãi lại. Khi bị người hủy báng cũng không ra lời biện bạch. Một người như thế, quỷ thần thế nào cũng hộ trì, lẽ nào mà không đậu? Đến ngày công bố kết quả, Đinh Kính quả nhiên trúng thi. Năm Đinh Sửu, cùng với người bạn Phùng Khai Chi ở chung nhau trong kinh thành, thấy tính tình của người bạn này trở nên khiêm tốn nhún nhường, khác hẳn với thuở thiếu thời. Chi có một người bạn lòng là Lý Tệ Nghiêm, là người có tính nói thẳng. Mỗi khi thấy Chi có chỗ nào không đúng, Nghiêm đều hay nặng lời chỉ trích, nhưng không khi nào thấy Chi giận hờn và cũng không khi nào trả đũa. Thế như vậy, ta nói với Chi rằng: người có phúc căn thế nào cũng được phúc, người có điểm xấu thế nào cũng gặp họa. Tính của huynh khiêm tốn hòa ái như vậy, thế nào trời cũng giáng chức. Kỳ thi năm nay chắc chắn
sẽ có tên huynh. Quả nhiên, đúng với lời dự đoán của ta, Phùng Khai Chi thi đỗ vào năm đó. Triệu Du Phong, người huyện Quán, tỉnh Sơn Đông, chưa đầy 20 tuổi đã thi đậu cử nhân, nhưng thi mãi vẫn không đậu tiến sĩ. Thân phụ của Du Phong là quan Tam Doãn của huyện Gia Thiện, và Du Phong đi theo người cha đến nhiệm sở vì hâm mộ tài học của Tiền Minh Ngô, một người có học vấn uyên thâm trong huyện. Du Phong viết một bài văn cho Tiền Minh Ngô xin chỉ giáo. Người họ Tiền đọc qua bài văn, chẳng nói chẳng rằng, lấy bút ra gạch nguyên cả bài văn của Du Phong. Trong trường hợp này, nếu là người thường, tất sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Du Phong chẳng những không nổi giận, mà lại còn tỏ vẻ khiêm tốn, nhờ Tiền Minh Ngô chỉ điểm chỗ sai và lập tức sửa lấy. Qua năm sau, Triệu Du Phong thi đỗ tiến sĩ. Làng Giang Âm, tỉnh Giang Tô có người Trương Quý Nham, tài học hơn người, ai nấy đều khen. Năm Giáp Ngọ, lên Nam Kinh dự kỳ thi hương và ở trọ tại một ngôi chùa. Đến ngày công bố kết quả, thấy trong bảng không có tên mình. Nham giận và mắng quan chủ khảo có mắt mà không ngươi. Trong lúc đó, một đạo sĩ nghe được bèn cười rằng: chắc bài văn của các hạ không tốt nên mới bị đánh rớt. Nham nổi nóng với đại sĩ: thầy đã đọc bài văn của ta chưa? Mày dám nói rằng văn của ta không nghe? Đạo sĩ đáp rằng: ta nghe người xưa nói, kẻ sĩ có thái độ ung dung hiền hòa mới viết được văn hay. Này thấy lòng của các hạ có sự bất bình, ra lời mắng giết quan chấm thi, đủ thấy bài của các hạ đã thua kém người khác, làm sao mà hay được. Nham nghe lời của đạo sĩ nói có lý, bèn bái tạ và xin đạo sĩ chỉ điểm. Đạo sĩ nói: người trúng tuyển hay không đều là số mệnh. Không có số mệnh trúng thì dù có tài cũng không thể đỗ đạt sau này. Nham hỏi: đã do số mệnh định đoạt, như thế thì làm sao thay đổi được? Đạo sĩ đáp: tạo nên mệnh là do trời, nhưng lập nên mệnh là do chính ta. Nếu một lòng hành thiện, quảng tích âm đức, lẽ nào phúc lại không đến? Nham nói: ta chỉ là kẻ bần sĩ, làm sao mà tích đức được? Đạo sĩ nói: việc tu thiện tích đức là nơi tâm, như đức khiêm tốn chẳng hạn, chẳng cần tốn đồng tiền nào cả. Tại sao các hạ không tự phản tỉnh lấy mình mà lại đem lòng oán hận đến quan chấm thi? Sau khi được đạo sĩ chỉ điểm, Trương Úy Nhạc bắt đầu sửa đổi tính nết của mình và làm việc hữu ích cho người. Đến năm Đinh Dậu, một hôm nằm mơ, thấy mình đi vào một căn phòng của một tòa lâu đài lớn. Trong phòng có một cuốn sổ để trên bàn. Khi lật ra xem, thấy trong sổ liệt kê tên họ của nhiều người, trong đó lại có nhiều chỗ trống. Nham hỏi một người trong nhà, người đáp rằng: sổ này ghi danh sách những người sẽ thi đỗ năm nay. Nơi âm ti 3 năm khảo sát một lần. Những chỗ trống trong sổ là tên của những người đúng ra sẽ được chấm đậu, nhưng vì phạm phải lỗi lầm nên bị xóa đi. Người ấy lại lật qua một trang khác, chỉ vào một hàng và nói với Nham rằng: trong 3 năm nay, ông đã tự kiểm điểm lấy hành vi của mình và làm nhiều điều thiện, nên năm nay có thể ông sẽ được bù vào chỗ khuyết này. Mong ông hãy tự trọng lấy. Trong kỳ thi năm đó, Trương Úy Nham quả nhiên thi đỗ cử nhân và được xếp hạng thứ 105. Những thí dụ trên cho thấy, trên đầu 3 thước đều có thần minh giám xét.
Muốn gặp lành tránh họa tự nhiên là do chính ta. Một người luôn luôn cẩn thận về lời nói và hành vi của mình, không hổ thẹn với người, không đắc tội với trời đất quỷ thần, trong lòng khiêm tốn nhún nhường, sẽ được trời đất quỷ thần thương mà giáng phúc. Trái lại, kẻ hay tự mãn kiêu ngạo thường là người không có phúc, và dẫu có cũng không được lâu dài. Người có trí tuệ minh lý tất nhiên không muốn có một tấm lòng hẹp hòi mà cự tuyệt cái phúc trời giáng cho mình. Huống chi một người khiêm tốn nhã nhặn có thể tiếp nhận lời khuyên răn chỉ dẫn của tha nhân mà học được những cái hay của người. Do đó, đức khiêm tốn là một điều không thể thiếu được trên con đường tu thân tích phúc. Người xưa nói, có chí nơi công danh tất được công danh, có chí nơi phú quý tất được phú quý. Người có chí như cây có rễ, lập chí này nên luôn luôn khiêm tốn, dù chỉ là một sự việc nhỏ nhen đều nên ra tay trợ giúp người. Như thế, tự nhiên trời đất sẽ cảm động và phúc sẽ đến với ta. Những người muốn cầu công danh nhưng không được toại nguyện là do ban đầu tuy có lập chí nhưng chỉ là cảm hứng một thời mà không có thủy chung. Thầy Mạnh Tử nói với Lương Huệ Vương, một mình vua thích âm nhạc tốt hay là cùng chia vui với ba tánh tốt? Lương Huệ Vương đáp, cùng hưởng với ba tánh tốt hơn. Thầy Mạnh Tử nói, nếu vua cùng vui với ba tánh, nước Tề như thế sẽ cường thịnh. Một người làm điều nhân, nếu đem lòng thương đến cho mọi người thì mọi người đều chịu ân huệ. Người chịu ân huệ tất nhiên cũng sẽ hành đức nhân, và mọi người đều làm như thế thì cả nước đều sống trong cảnh thanh bình an lạc. Phương pháp cầu công danh của ta cũng thế, trước hết là lập định chí hướng của mình, sau đó một lòng làm việc thiện. Ngày qua ngày, tháng qua tháng đều tận tâm hết sức, và như thế dần dần cải tạo được số mệnh. Vì ta giúp người, trời sẽ giúp ta. Mệnh do tự mình tạo ra là vậy. Tiểu sử của Viên Lão Phàm Tiên Sinh. Bổn danh của tiên sinh là Viên Hoàng, tự là Khôn Nghi, người huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Hoa. Thời tráng niên, tiên sinh ở rể trong nhà họ Thù, huyện Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang. Ông đỗ cử nhân vào năm Long Khánh, năm thứ 4 vua Mục Tông đời Minh, tức năm 1570. Đỗ tiến sĩ vào năm Vạn Lịch thứ 14 đời vua Thần Tông, tức năm 1586, và được bổ nhiệm làm tri huyện huyện Bảo Trì của tỉnh Hà Bắc. Gia đình của tiên sinh tuy không khá giả, nhưng tính ông cần kiệm và thường hay bố thí giúp người. Ngoài việc hành thiện, tiên sinh cũng tu tập thiền. Dù bận bịu với công vụ, nhưng sớm tối ông đều không quên tụng kinh ngồi thiền. Trong khoảng thời gian này, ông viết cuốn Giới Tử Văn để khuyên con và được lưu truyền đến ngày nay, tức là cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn này. Tiên sinh có một người vợ hiền thục, thường trợ giúp ông trên con đường bố thí hành thiện. Có một lần, bà muốn mua vải bông may áo cho con để mặc trong lúc mùa đông. Ông nói với người vợ rằng, nhà ta có sẵn tơ, vừa ấm lại vừa nhẹ, sao phu nhân không mang đi may mà còn mua thêm vải bông làm gì cho thêm tốn tiền? Phu nhân đáp, tơ đắt hơn vải bông, cho nên thiếp muốn mang tơ ra ngoài tiệm
để đổi lấy vải bông. Như thế ta có thể may thêm vài chiếc áo khác để tặng cho những người nghèo. Tiên sinh nghe xong rất hài lòng và nói: Phu nhân có lòng thành bố thí như vậy, con ta sau này thế nào cũng được phúc báo. Con của tiên sinh là Viên Nghiêm, vì sao thi đậu tiến sĩ và làm quan đến chức tri huyện của huyện Cao Yến, tỉnh Quảng Đông mới hồi hưu. Đã sinh làm kiếp người, mỗi người chúng ta đều muốn có được một số mệnh tốt. Đó là hai chữ phúc lộc. Chẳng những thế, lại còn muốn có thêm chữ thọ nữa. Lòng người thì ước như vậy, nhưng trời có tuần theo lòng người chăng? Theo thuyết nhân quả của nhà Phật, trồng lành thì gặp phúc, gieo ác thì gặp họa. Kinh dịch chép: tích thiện tất có cát khánh, tích bất thiện tất sẽ gặp tai. Kinh Thi viết: tự cầu đa phúc. Kinh điển của Tam giáo đã chỉ rõ hòa phúc ngay trong cõi lòng của chúng ta. Người đời không hiểu, thường hay cầu thần cúng Phật, mong được trời Phật giáng phúc. Có biết đâu tâm người là thửa ruộng, phúc lộc thọ đều nằm trong thửa ruộng này. Nếu biết canh tác, suốt đời gặt hái cũng không hết. Liễu Phạm Tứ Huấn nguyên là cuốn Giới Tử Văn của ông Viên Liễu Phạm để lại khuyên con, lưu truyền đến nay đã hơn 400 năm. Đó là phương pháp canh tác thửa ruộng trong lòng người, bao gồm phương pháp lập mệnh, phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện và phương pháp nuôi lấy đức khiêm. Nếu thực hành theo lời huấn của cuốn sách này, số mệnh không ràng buộc được ta nữa, và ta cũng là một vị Liễu Phàm vậy. Mùa thu năm Bính Tý năm 1996, dịch giả Kính Từ. Liễu Phàm Tứ Huấn. Chương thứ nhất: phương pháp lập mệnh. Ta mồ côi cha từ nhỏ, khi lớn khôn, thân mẫu khuyên ta theo học nghề y. Một là có thể nối nghiệp cha, hai là có thể cứu nhân độ thế. Nên ta nghe theo lời mẹ, bỏ lối học từ chương mà theo đường y học. Một hôm đi ngang qua chùa Từ Vân, ta gặp một lão nhân cốt cách phi phàm, hai người đàm đạo rất là tâm đầu ý hiệp. Thoáng nhìn qua nét mặt của ta, lão nhân nói: các hạ có số làm quan, năm sau sẽ thi đỗ tú tài, sao không trao dồi kinh sử chuẩn bị đi thi? Ta bèn kể rõ lý do của mình và hỏi danh họ của lão nhân. Lão già nói: ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền bộ Hoàng Cực Kinh của Thiệu Khanh Tiết, nay muốn truyền lại cho các hạ. Hai người đàm đạo xong, ta mời Khổng lão đến nhà báo cáo tình hình cho thân mẫu hay. Thân mẫu khuyên ta hãy ân cần tiếp đãi lão nhân và thử nghiệm tài bệnh lý của lão có linh nghiệm hay không. Sau nhiều lần thử nghiệm, ta thấy thuật bói toán của lão rất linh, và từ đó tin tưởng vào lời của Khổng lão, chuyên việc bút nghiêng, lo việc khoa cử. Trước khi giác liều chổng đi thi, ta nhờ Khổng lão bói toán. Sau khi bấm độn, Khổng lão nói: số người dự thi xong kỳ này cả thảy là 72 người, số người được chấm đậu là 14 người, và các hạ được xếp hạng thứ 9. Sau kỳ thi, đúng như lời Khổng lão đã đoán, ta trúng tuyển và đứng hạng 9. Thật
thầm kính phục tài bói toán của lão già, nên lại nhờ lão bói cho một quẻ về đường tương lai. Khổng lão bói xong bèn nói: năm XX các hạ sẽ thi đậu hạng XX, năm XX làm tri huyện tứ xuyên, giữ chức 3 năm bèn từ quan hồi hương. Năm 53 tuổi, ngày 14 tháng 8 giờ Sửu sẽ qua đời và không có con. Từ đó trở về sau, mỗi lần đi dự thi làm quan, ngay cả đến lương bổng là bao, đều không ngoài sự dự đoán của Khổng lão. Do đó ta càng tin tưởng vào số mạng của mình và cho rằng giàu nghèo thọ yểu của một người đều do trời đã sắp đặt sẵn, dù có cầu cũng vô ích. Cũng vì thế, đối với công danh lợi lộc cũng như thế thái nhân tình đều đạm bạc như vôi. Sau khi nhậm chức được 1 năm, vì chán ngán cảnh đời, ta suốt ngày ngồi thiền. Một hôm trên đường đi Ung Kinh, đến núi Tê Hà, ghé vào chùa bái phỏng thiền sư Vân Cốc. Cùng thiền sư đàm đạo suốt 3 ngày 3 đêm mà không ngủ. Thiền sư Vân Cốc nói: người phàm không thể thành thánh hiền là vì bị vật dục và vọng tưởng ràng buộc. Người như các hạ có thể ngồi thiền suốt 3 ngày mà không màng đến sự đời, dáng vẻ ung dung thản nhiên, quả thật là hiếm có vậy. Ta đáp: giàu nghèo có số, thọ yểu do trời định, dù có mơ mộng cũng vô ích. Đáp xong, bèn kể chuyện gặp Khổng lão của mình cho thiền sư nghe. Thiền sư cười và nói: ta tưởng các hạ là bậc hiền triết, không ngờ cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Ta bèn hỏi nguyên do. Thiền sư Vân Cốc nói: một người nếu chưa đạt đến mức vô tâm, minh tâm kiến tánh, thì khó mà tránh khỏi luật âm dương ngũ hành chi phối. Số mệnh tất nhiên sẽ do trời định. Đó là đối với kẻ phàm phu, còn như đối với những người có công đức lớn hay những kẻ tạo nghiệp quá nặng, thì số mệnh lại chính do mình định đoạt. Mệnh của một người không được tốt đều là do nhân của kiếp trước mà ra cả. Nếu như biết hành thiện, tích đức, lấy công của kiếp này mà bù tội của kiếp trước, khi tội hết mà đức còn dư, thì tự nhiên sẽ chuyển quả thành phúc được. Trái lại, nếu có được một số mệnh tốt nhưng hành ác đa đoan, tự nhiên sẽ làm tổn đến phúc đức và tuổi thọ của kiếp này. Các hạ đã bị vận mệnh chi phối suốt 20 mấy năm trời mà không biết tìm cách tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh, chẳng phải là phàm phu hay sao? Ta hỏi thiền sư: có cách gì có thể tránh được sự ràng buộc của số mệnh chăng? Thiền sư đáp: mệnh do tự tác, tướng do tâm sinh, quả phúc đều do tâm của người tạo ra cả. Chỉ cần do tấm lòng thành ta mà cầu, hành nhân nghĩa đạo đức, tự nhiên sẽ được mọi người tôn kính. Một khi được mọi người tôn kính, thì tự nhiên trời sẽ giáng phúc. Còn như không biết tự xét lấy mình, nuôi mộng hảo huyền, dùng thủ đoạn xảo trá để tranh đoạt lợi, thì dù tài trí có cao siêu đến cách nào chăng nữa, rốt cuộc vẫn không thể toại nguyện. Thiền sư lại hỏi tiếp: các hạ có tin rằng số của các hạ sẽ có công danh và có con không? Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: những người có công danh trên đường hoàng đồ đều là người có phước tướng. Còn như tôi, diện mạo kinh bạc, chưa từng tích một mảy đức nào, lại thêm phần tự tôn, tự kiêu, không có tính kiên nhẫn,
tính tình lại hẹp hòi, phóng túng. Những nét xấu này đều là đặc điểm của kẻ vô phúc. Tục ngữ có câu: đất nhơ thì sinh vật nhiều, nước trong thì không có cá. Tính tôi thích sống đơn độc một mình, thiếu từ tâm đối với loài vật, không đồng tình với người khác, lại ham uống rượu thức đêm, không biết nuôi dưỡng thần khí. Những nét xấu này đều là do nguyên do của kẻ không con. Thiền sư Dân Cốc đáp: xin con nói giỏi tông đường là do sự tích đức nhiều hay ít của từng người. Nếu một người có công đức trăm đời thì sẽ có con cháu nối dõi trăm đời. Nếu như công đức chỉ có 10 đời thì con cháu cũng chỉ có 10 đời. Còn những kẻ tuyệt tự không con, tất nhiên là không có tích một mảy đức nào cả. Chỉ cần hiểu rõ được nguyên nhân chính là biến đổi, sửa những nét xấu thành đức hạnh tốt, như biến xảo trá thành thật, biến kiêu ngạo thành khiêm tốn, biến nhát thành cần mẫn, tàn nhẫn thành nhân từ, tích công chuộc tội, tự nhiên trời sẽ thuận theo lòng người, cầu gì được đấy. Trong kinh thì có viết: nghiệt do trời giáng còn có thể tránh được, còn như nghiệt do tự mình gây thì chỉ nức chịu thôi. Khổng Lão đoán các hạ không con thuộc phần thiên tạo nghiệt, chỉ cần quản tích âm đức, một lòng hành thiện thì nghiệt do trời cũng có thể tránh được. Kinh dịch cũng có viết: gia đình tích thiện sẽ có cát khánh, gia đình tích ác sẽ để lại tai họa cho con cháu. Phần họa của tổ tiên có thể di lại cho con cháu, phần phúc cũng thế. Nghe xong lời của thiền sư Vân Cốc, ta sực như tỉnh ngộ, bèn quỳ lạy và cảm tạ lời chỉ điểm của thiền sư. Trước bàn thờ Phật, ta sám hối về lỗi lầm mình đã phạm, và nguyện sẽ lập 3000 công để báo đáp ơn nghĩa của trời đất và công lao dưỡng dục của cha mẹ. Thiền sư dạy ta về cách thức hành thiện. Hay mỗi ngày có làm một việc thiện nào thì ghi việc đó vào một cuốn sổ. Và nếu như vô ý phạm phải một lỗi lầm nào thì cũng làm tương tự như thế, để xét xem công nhiều hay ít mà cảnh tỉnh cho mình trên đường tu tâm hành thiện. Thiền sư đồng thời cũng dạy ta niệm chuẩn đề thần chú, mong giúp được phần hiệu nghiệm. Từ đó trở về sau, ta phát tâm một lòng hành thiện. Không bao lâu, cảm thấy tính sầm uất cọc cằn hồi xưa đã không còn nữa. Trong lòng luôn cảm thấy thư thái, đôi khi gặp sự bất bình cũng bỏ qua mà không tranh chấp, lý luận với người. Qua đến năm thứ 3, đi dự thi, theo lời đoán của Khổng Lão thì ta đậu hạng 3, nhưng kết quả thì khác hẳn. Trong số đông sĩ tử dự thi, ta đứng hạng nhất. Mặc dầu như vậy, ta vẫn luôn tự kiểm điểm lấy mình, vì cảm thấy lối hành thiện của mình đôi khi còn phần miễn cưỡng, chưa đạt đến mức tự nhiên. Như một khi cứu giúp người hãy còn do dự, đắn đo, đôi khi uống rượu say mà thốt ra lời bất chính, có công mà cũng có lỗi. Mãi cho đến năm thứ 10 mới làm tròn 3000 điều thiện. Năm kế, trên đường về quê, ta trở về chùa và tự nguyện sẽ lập 3000 công để chuộc lại lỗi lầm đã phạm. Qua đến năm thứ 2 thì con chào đời. Vì thân mẫu không biết chữ nên mỗi lần làm một điều thiện đều lấy viết đóng một khung tròn trên tấm lịch. Ta cùng thân mẫu con đôi khi làm đến 10 điều thiện trong một ngày, như giúp người hoạn nạn bần cùng, mua vật phóng sanh. Chưa đầy 3 năm thì đã làm tròn 3000 công. Tiếp theo đó, ta trở lại chùa phát nguyện lập 10000 điều thiện để cầu chức tiến sĩ. 3 năm sau
mặc dù chưa làm đủ 10.000 công, nhưng ta đã thi đậu tiến sĩ và giữ được chức tri huyện bảo trì. Khi nhậm chức này, ta lập ra một cuốn Trị Tâm Thiên truyền cho người nhà và nhắn rằng hễ có làm được một việc thiện hay phạm phải một lỗi lầm nào đều phải ghi vào cuốn Trị Tâm Thiên này, đồng thời cũng bày hương án để cúng bái trời đất. Tuy vậy, thân mẫu con vẫn thường lo lắng vì cảm thấy sau khi giữ chức tri huyện, dịch vụ trong huyện rất nhiều, cho nên ít có thì giờ để làm việc thiện, không biết phải đợi đến khi nào mới làm tròn 10.000 công. Một hôm, ta mơ thấy thần nhân đến mách bảo: ông chỉ cần ra lệnh giảm thuế má của dân trong huyện thì 10.000 công sẽ đủ. Thì ra thuế điền ở Bảo Trì rất cao, ta bèn ra lệnh giảm đi một nửa, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi. Chẳng lẽ ra một mệnh lệnh giảm thuế như vậy lại có được một công lớn như vị thần đã chỉ dẫn hay không? Trong lúc đang suy nghĩ về vấn đề này, chợt thấy gia nhân đến báo tin là có thiền sư Huyễn Vi từ Ngũ Đại Sơn đến viếng. Ta cho người mời thiền sư vào và đem chuyện nằm mơ của mình kể cho thiền sư Huyễn Vi nghe. Thiền sư đáp: người có lòng thành chí thiết, dù chỉ làm một việc thiện nhưng cũng đủ 10.000 công, huống chi ông lại giảm thuế cho dân trong huyện, cả chục vạn dân đều chịu ơn này. Được thiền sư Huyễn Vi chỉ điểm, lòng ta bớt đi được nỗi lo âu, bèn đem số bổng lộc có được nhờ thiền sư mang về Ngũ Đại Sơn để cúng dường chư tăng trong chùa. Từ lúc gặp thiền sư Vân Cốc và hành thiện theo lời chỉ dẫn của thiền sư, vận mệnh của ta đã thay đổi ngoài sự tiên đoán của Khổng Lão. Khổng Lão đoán ta sẽ chết vào năm 53 tuổi. Ta cũng không cầu đạo xin trời tăng thêm tuổi thọ, nhưng đến nay ta đã 69 tuổi mà vẫn còn khỏe. Dù không cầu có con nhưng vẫn sinh được con. Sách Thượng Thư viết: đạo trời thật khó lường, mệnh người không định. Tùy lòng người mà thay đổi, thật không qua. Do đó, ta biết được họa và phúc đều do mình cầu lấy. Đó là lời của Thánh Hiền. Nếu nói họa và phúc của người là do trời định, thì đó là lời nói của thế tục vậy. Mệnh của một người chưa biết ra sao, nhưng dù là người có số vinh hiển cũng thường nên tự nghĩ là thấp hèn. Dù đang ở trong một hoàn cảnh thuận lợi cũng nên nghĩ rằng đang ở trong nghịch cảnh. Dù đang ở trong phú quý cũng thường nên nghĩ rằng đang trong cảnh bần cùng. Dù được người yêu kính cũng thường nên nghĩ rằng đang ở trong cảnh lo sợ. Dù là thế gia được người trọng vọng cũng nên tỏ vẻ tự ti mà không kiêu. Dù có học vấn uyên bác cũng nên nghĩ rằng ta chỉ là một người thiển lậu. Người quân tử khi nghĩ xa thì lo việc làm rạng rỡ cái đức của tổ tông, gần thì nghĩ cách đền bù lỗi lầm của cha mẹ, trên thì nghĩ cách báo đáp ân nghĩa của tổ quốc, dưới thì nghĩ cách mang lại hạnh phúc cho gia đình, ngoài thì lo việc cứu nhân tế thế, trong thì nghiêm cách giữ mình không sinh lòng tà, hàng ngày đều phản tỉnh sửa lỗi. Nếu một ngày không phản tỉnh hay tự cho rằng không có lỗi, tức là sinh lòng an vật và không có tiến bộ. Trên đời không thiết gì những kẻ thông minh tuấn tú, nhưng đức không tiến, nghiệp không tu, cũng chỉ vì hai chữ an vật mà hoang phí cả một đời. Thuyết lập mệnh của thiền sư Phân Tốc thật là tinh vi thâm thúy, cần phải
ra công nghiên cứu và thực hành mới hiểu được. Chương thứ hai: Phương pháp sửa lỗi. Số mệnh của một người dù không được tốt, chỉ cần hành thiện vẫn có thể sửa đổi được. Nếu một người có được số mệnh tốt nhưng làm nhiều điều ác, sau cùng mệnh cũng trở nên xấu. Cho nên số mệnh không thể ràng buộc người, mà là do chính mình tạo nên. Người thường chúng ta không phải là thánh nhân, tránh sao không có lỗi. Đức Khổng Tử nói: khi có lỗi chớ nên sợ, quý ở chỗ là biết sửa. Trong sách Tả Truyện và Quốc Ngữ ghi chép, những vị đại phu thời Xuân Thu thường xét người qua cử chỉ và hành động mà đoán được phúc họa. Đại để, việc hung cát của một người đều có triệu chứng. Trước hết là nảy mầm ở nơi tâm, phúc báo. Kẻ hà khắc thì tránh khỏi họa, mắt phàm của người thường nhìn không thấu, cho rằng họa phúc không thể đoán được. Lòng chí thành thì hợp với trời, xét việc thiện của một người mà biết được phúc sắp đến, xét việc ác của một người mà đoán được họa sắp kề. Nay muốn gặt phúc và rời họa, chưa nói đến việc thiện là phải nhắc đến việc sửa lỗi trước. Sửa lỗi có nhiều phương pháp. Thứ nhất là phải có lòng sỉ. Ta phải nghĩ rằng thánh hiền với ta đều do cha mẹ sinh, nhưng để lại tiếng thơm muôn đời, còn ta chỉ là kẻ vô danh như đống gạch vụn, hàng ngày chìm đắm trong dòng danh lợi, làm việc bất nghĩa, tưởng là người không biết mà chẳng lý gì làm thèn, dần dần đi vào con đường cầm thú mà không hay. Việc tệ nhất trên đời còn gì lớn hơn hai chữ sỉ nhục? Thầy Mạnh Tử nói: chữ sỉ đối với người rất quan trọng. Người có lòng sỉ có thể trở thành thánh hiền, không có lòng sỉ dần dần sẽ trở nên cầm thú. Cho nên việc sửa lỗi là điều tối quan trọng. Thứ hai là phải có lòng kính sợ. Ta nên biết rằng trên có trời đất, giữa có quỷ thần. Hành động mờ ám của ta ẩn vi kín đáo, nhưng đều có trời đất quỷ thần soi xét. Lỗi nhẹ thì giáng trăm điều tai họa, nặng thì tổn đi phúc hiện tại. Ta há không sợ hay sao? Chẳng những thế, trong lúc nhàn cư ở chỗ người không thấy, nhưng mắt trời lại soi như điện chớp, nhìn thấu cả tạng phủ của ta, trước sau cũng lộ ra và hiện nguyên hình, và sau cùng mọi người đều hay. Ta há không sợ hay sao? Chẳng những thế, trong lúc còn hơi thở, một người dù tội lỗi tày trời vẫn có thể hối cải được. Ngày xưa có người làm ác suốt đời, đến lúc chết biết được mình có tội mà hối hận, phát tâm hướng thiện và sám hối, sau cùng được thiện chung. Đó là một ý niệm hối cải dũng mãnh, đủ rửa đi tội ác đã tích trữ hàng trăm năm. Như một u cốc ngàn năm, khi thắp lên ngọn đuốc thì ngàn năm u tối đều biến mất. Cho nên lỗi không luận là lớn nhỏ, mới hay cũ, biết sửa là quý. Nhưng thế đời vô thường, thân người dễ chết. Nếu hơi thở không còn, muốn sửa thì đã muộn. Tội ác ở nơi dương gian, dù con cháu hiền từ cũng không thể rửa cho sạch được. Trầm luân ở cõi u minh, dù Phật, Bồ Tát, thánh hiền cũng không thể tiếp dẫn và cứu vớt được. Như thế không lo sợ sao được? Thứ ba
là phải có lòng can đảm. Người có lỗi mà không sửa đều là do dự không quyết, nên đã sai rồi lại càng sai thêm. Trái lại có lỗi biết là không đúng, phải có lòng can đảm để sửa, không thể trì hoãn. Lỗi nhỏ như bị gai châm vào thịt, phải tìm cách lấy ra. Lỗi lớn như bị rắn độc cắn phải, nếu không nhanh tay buộc chặt lấy vết thương, nạo hết nọc độc ra, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, quẻ ít trong kinh dịch tạo bởi hai quẻ tốn tức là phong và chấn tức là lôi. Lời tượng của quẻ ít viết: người quân tử thấy điều thiện thì theo nhanh như gió. Như thế thì có việc thiện nào trong thiên hạ mà không làm được? Có lỗi thì sửa mạnh như sấm. Như thế thì có lỗi gì mà không sửa được? Hội đủ ba tấm lòng trên thì chẳng có lỗi gì mà không sửa được. Như băng mỏng trong mùa xuân, khi gặp ánh mặt trời thì sẽ tiêu tan. Nhưng lỗi của người có thể từ nơi sự việc mà sửa, có từ lý mà sửa, cũng có từ tâm mà sửa. Vì công phu không giống nhau nên hiệu quả cũng khác biệt. Thí dụ, ngày xưa phạm lỗi sát sinh, nay giới sát mà không giết nữa. Hôm trước sinh lòng phẫn nộ, hôm nay không còn giận dữ nữa. Đó là trên sự việc mà sửa, do sức miễn cưỡng mà làm nên công phu khó nhọc và căn bệnh vẫn còn. Vì việc ngày nay cũng sẽ sinh vào ngày mai. Không phải là cứu cánh, người khéo léo sửa đổi, khi sự chưa làm thì đã hiểu được lý. Như lỗi ở nơi sát sinh, khi chưa giết vật thì nên nghĩ rằng: Thượng Đế có đức hiếu sinh, loài vật đều tham sống sợ chết. Ta lại nỡ nào giết vật mà làm ngon miệng mình, lại nghĩ rằng loài vật khi bị giết đã bị dao cắt, lại còn phải chịu cảnh luộc nấu hay xào chiên ở trong nồi. Sự đau khổ này nếu là ta, ta sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, giết vật nuôi ta một bữa, khi ăn rồi cũng trở nên không. Rau cải cũng có thể nuôi sống ta, sao lại nhẫn tâm đi giết hại loài vật mà tạo thêm oán thù và làm tổn phúc thọ của mình? Lại nghĩ rằng phàm loài vật có khí huyết đều có linh tính, đã có linh tính thì cùng thể với ta. Tuy rằng ta không có đức của thánh nhân làm cho loài vật gần gũi ta, mến phục ta, nhưng cũng không đến nỗi phải giết vật mà kết thành oán thù đời đời. Nghĩ đến đây, khi ăn thịt vật, lòng ta làm sao nuốt vào cổ được? Như hôm trước giận nộ, nên nghĩ rằng mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Khi gặp người vô lễ với ta, ta nên nghĩ rằng người đó không bằng ta và khả năng đều kém ta, nên không hiểu lý. Do đó, ta phải thương hại cho họ hơn là sinh lòng giận dữ hay trách móc. Cơn giận đó tự nhiên sẽ nguôi. Lại nghĩ rằng trong thiên hạ không có người nào tự cho mình là hào kiệt, cũng không có học vấn nào để oán trách người. Phàm việc ta làm chưa được đều là đức ta chưa đủ, nên chưa có cảm ứng mà phải phản tỉnh lấy mình. Như thế thì giận từ đâu mà sinh? Lại nữa, nghe lời hủy báng mà không nộ, tuy người vô lễ trách bóc ta, cứ xem như là người đang cầm lửa để đốt không trung, trước sau cũng tắt. Nghe lời hủy báng mà giận nộ, tuy dùng đủ mọi lời để bàn cãi, nhưng cũng chỉ như tầm kết kén, tự buộc lý mình mà thôi.
giận nộ chẳng những vô ích mà lại còn có hại nữa. Tất cả tội lỗi có trên, nếu lấy lý mà suy nghĩ thì tội lỗi sẽ không còn sinh nữa. Thế nào gọi là từ tâm mà sửa? Lỗi tuy có ngàn vạn nhưng chỉ sinh từ một tâm. Nếu tâm bất động thì từ đâu mà sinh? Đối với háo sắc, háo danh, háo tài vật hay giận nộ, với tất cả những lỗi này, ta không cần truy tầm nguyên do, chỉ tồn lấy một tấm lòng hành thiện thì ý niệm chánh sẽ hiện ra trước mặt, tà niệm tự nhiên sẽ đánh xa. Như ánh mặt trời ở giữa không, loài vọng lượng sẽ phải lẩn tránh. Vọng lượng là yêu tinh của loài cây cỏ. Lỗi từ tâm mà sinh và cũng từ tâm mà sửa. Như muốn trừ đi một cây độc thì phải nhổ từ rễ, cần chi phải trừ lá hay cắt cành. Phương pháp trị tâm hay nhất là giữ cho tâm được thanh tịnh. Khi tâm dao động, tức khắc giác ngộ. Khi giác ngộ sẽ trở nên vô, đó là phương pháp thượng thừa. Nếu không giác ngộ được thì cần phải dùng lý để khiển trừ. Nếu vẫn không khiển được, tức thời tùy nơi sự việc mà ngăn chặn, không cho sự việc phát sinh. Đây là phương pháp hạ thừa. Cách sửa lỗi hay nhất là áp dụng cho ba phương pháp tu tâm, hiểu lý và ngăn sự. Nhưng nếu chỉ biết ngăn sự mà không hiểu lý với tu tâm thì là một điều thiếu sót vậy. Đã phát nguyện sửa lỗi, cần phải có bạn tốt nhắc nhở, có quỷ thần chứng minh. Với một lòng thành sám hối, ngày đêm không dứt, trải qua một tuần, hai tuần, cho đến một tháng, hai tháng, ba tháng, tự nhiên sẽ có hiệu nghiệm. Hoặc là tâm thần phóng khoáng, hoặc là trí tuệ đốn khai, hoặc là gặp chuyện phiền hà mà tự nhiên được thông suốt, hoặc là gặp oán thù mà đổi giận thành vui, hoặc là mơ thấy mình ói mửa ra vực đen, hoặc là thấy thánh hiền đến tiếp dẫn, hoặc là mơ thấy bay lượn giữa không trung, hoặc là mơ thấy cờ xí, bạo cái, đều là những điềm tốt, tượng trưng cho tội lỗi cũ đã không còn nữa. Nhưng cũng không thể chấp trước tự kiêu mà làm cản trở bước tiến trên con đường tu tâm. Ngày xưa, Cừ Bá Ngọc khi đến năm 20 tuổi đã biết được lỗi lầm của mình mà bắt đầu sửa. Đến năm 21 tuổi thì biết được mình còn có lỗi chưa sửa hết được. Đến năm 22 tuổi, quay ngược lại nhìn 21 năm về trước thì như một giấc mộng. Năm qua đều phản tỉnh. Đến năm 50 tuổi là nhìn thấy những chỗ sai của 49 năm trước. Thuật sửa lỗi của các bậc hiền triết ngày xưa còn công phu như thế. Còn phần ta, kẻ phàm phu, đã tích biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại những việc đã qua mà lại không thấy rõ lỗi của mình, đó là một cái bình, như mắt của người có bình mà không thể nhìn được vậy. Người có lỗi nhiều cũng có hiệu nghiệm, như tâm thần hôn mê, có tính mau quên, hay trong lúc vô sự mà thường hay phiền não, hay thấy người quân tử mà cảm thấy xấu hổ, hay nghe lời nói ngay thẳng mà tỏ vẻ không vui, hay là thí ơn cho người mà lại hối hận và oán hận cho mình, hay là nằm mơ thường gặp ác mộng và hay lỡ miệng mất lời. Tất cả những triệu chứng này đều là nghiệt tướng của tội lỗi. Nếu có một trong những dấu hiệu này thì phải phản tỉnh,
mà phát tâm sửa lỗi để trở thành một con người hoàn thiện. Trái lại, sẽ tự làm hại đến mình mà không hay. Chương thứ 3: Phương pháp tích thiện. Kinh dịch viết: Gia đình tích thiện sẽ có nhiều việc tốt lành. Ngày xưa, gia đình họ Nhan trước khi gả con cho Thúc Lương Hột đã phải tra xét tổ tiên mấy đời của dòng họ này. Khi biết được gia tộc này đã tích đức nhiều đời mới chịu cho con du quy. Đức Khổng Tử, vị thánh vạn thế sư biểu, chính là con của Thúc Lương Hột. Đức Khổng Tử ca ngợi lòng hiếu thảo của vua Thuấn. Khi vua Thuấn tế tổ, tổ tiên sẽ đến hưởng. Vì đức hiếu của vua Thuấn cảm động đến cả trời đất. Chẳng những thế, con cháu của vua Thuấn cũng được hưởng phần đức đó. Nước Trần trong thời Xuân Thu chính là hậu duệ của vua Thuấn. Này lấy thêm một vài bằng chứng cụ thể để dẫn chứng. Dương Vinh, người huyện Kiến Ninh, tỉnh Phước Kiến, làm quan đến chức thiếu sư. Tổ tiên mấy đời đều làm nghề lái đò đưa người quá giang. Một lần trong làng xảy ra nạn hồng thủy, nhà cửa bị nước cuốn trôi. Trong số những người lái đò, nhiều người nhân cơ hội này làm giàu bằng cách vớt lấy những đồ dùng quý báu trôi nổi trên mặt nước. Trong khi đó, tăng tổ của Dương Vinh chỉ lo cứu vớt những người chết đuối. Đến đời thân phụ của Dương Vinh, một thần nhân hóa thân làm đạo sĩ đến nhà nói rằng: Tổ tiên ông tích đức nhiều đời, gia tộc ông sau này sẽ thịnh. Nay ta chỉ cho ông một chỗ và đem hài cốt của thân sinh và tổ phụ của ông chôn vào nơi đó. Thân phụ của Dương Vinh làm theo lời dặn. Khi sinh ra Dương Vinh, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, thi đỗ làm quan đến chức tam công trong triều. Vì sao con cháu của Dương Vinh cũng đều hiển đạt. Ở huyện Cần có người Dương Tự Trừng giữ chức huyện lệ trong huyện, là người có lòng nhân hậu, giữ phép công bằng. Nhưng cấp trên là quan huyện tệ, là một người nghiêm ngặt, tính rất oán ghét những kẻ phạm pháp. Có một lần, Dương Tự Trừng thấy một tù nhân bị quan huyện tệ đánh đập một cách tàn nhẫn, máu me lai láng đầy mình, mà quan huyện tệ vẫn chưa nguôi cơn giận. Dương Tự Trừng cảm thấy thương hại, bèn quỳ xuống trước mặt quan huyện tể mà xin tội cho phạm nhân. Quan huyện tể vẫn chưa nguôi được cơn giận, đáp rằng: Người này làm trái lý phạm pháp, những kẻ như vậy chỉ làm hại cho xã hội mà thôi, không giận sao được. Dương Tự Trừng cúi lạy bạch rằng: Trong nước loạn lạc đã lâu, cấp trên không noi theo đạo lý mà hành sự, thì những kẻ ở dưới là bá tánh làm sao có được một gương tốt mà noi theo. Việc xét án, nếu tra xét được hư thật, ta còn phải thương cho phạm nhân đã mang tội phải chịu hình phạt, không nên tỏ lòng vui mừng, còn như giận nộ mà đánh đập, e rằng nghi can không có tội nhưng không chịu được cảnh hành hạ đánh đập, đành phải khai nhận. Như thế chẳng phải là oan cho người hiền chăng? Quan huyện tệ nghe lời của Dương Tử Trừng có lý, nên nguôi cơn giận và từ đó không còn ra tay đánh đập tù nhân nữa. Dương Tử Trừng là vị quan nghèo, nhưng mỗi khi có người đem lễ vật đến biếu, ông ta không khi nào nhận. Mỗi khi tù nhân thiếu lương thực, ông thường ra tay tiếp tế. Có một lần, một số tù nhân mới không có lương thực và gia đình ông cũng đang thiếu gạo. Nếu giúp người tù thì người nhà phải chịu đói,
nhưng thấy tù nhân da mặt xanh xao, trông thật đáng thương, bèn đem việc nuôi tù bàn với người vợ. Vợ hỏi rằng: "Tù nhân từ đâu đến?" Dương Tự Trừng đáp: "Từ Hàng Châu đến, trên đường chưa ăn uống gì cả." Người vợ nghe xong, bèn đem số gạo còn lại mang đi nấu cháo cho tù nhân ăn. Vì sao người vợ sinh được hai người con trai, con lớn là Thụ Trần, con thứ hai là Thụ Chỉ, làm quan đến chức Nam Bắc Lại Bộ Thị Lang. Hai người cháu cũng là danh thần trong triều. Nay hai vị Sở Đình và Đức Chính cũng là hậu duệ của Dương Tự Trừng. Vào giữa năm chính thống, có thổ phỉ là Đặng Mậu Tuất làm loạn ở Phước Kiến, số người ùa theo cũng đông, trong đó cũng có một vài sĩ tử. Triều đình triệu quan ngự sử huyện Cần là Trương Hiến Khải mang quân đi dẹp loạn. Trương Hiến Khải dùng kế bắt được Đặng Mậu Tuất, nhưng dư đạn của thất vẫn còn hoành hành ở miền đông của tỉnh Phước Kiến. Trương Hiến Khải sai quan Bố Chánh Ti là Tạ Đô Sự mang quân đi tiểu trừ và dặn rằng: "Hễ bắt được giặc là phải giết để trừ hậu hoạn." Tạ Đô Sự là người nhân hậu, e rằng quân lính của mình lạm sát người vô tội, nên tìm cách lấy danh sách của bọn giặc và xét rằng phàm những người không có tên trong danh sách đó đều không phải là đồng đảng của bọn giặc, chỉ vì lo sợ bọn cướp làm hại đến tính mạng, bất đắc dĩ phải ùa theo mà thôi, nên phát cho những người này một lá cờ trắng trước cửa và dặn quan binh rằng hễ nhà nào có cắm lá cờ trắng trước cửa đều không thể bắt giết. Sau cuộc tiểu trừ này, Tạ Đô Sự cứu được trên một vạn người vô cớ khỏi cái chết oan, và dư đảng của Đặng Mậu Tuất hoàn toàn tan rã từ đó. Vì sao con của Tạ Đô Sự là Tạ Thiên Thi Đậu Trạng Nguyên làm quan đến chức tể tướng, người cháu là Tạ Phi cũng thi đậu thám hoa. Ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phước Kiến có người Lâm Thị, tổ tiên đời trước có người mẹ Lạc Thiện háo thí, thường hay làm bánh bao bố thí cho người. Một vị tiên hóa thân làm đạo sĩ, mỗi ngày đều đến nhà hóa duyên 6-7 cái bánh bao. Trải qua 3 năm, tiên nhân thấy lòng thiện của người này mới nói rằng: "Ta ăn bánh của bà đã 3 năm, không biết lấy gì để báo đáp. Nay đến báo cho bà có một miếng đất tốt, sau khi bà tịch thì dặn con cháu đem chôn tại chỗ đó. Con cháu sau này đều có phước lộc. Sau khi bà chết, người con làm theo lời mẹ dặn, đem di thể bà chôn ở miếng đất to do tiên nhân đã chỉ. Qua đến đời sau, quả nhiên gia tộc này có đến 9 người đặt khoa, và liên tiếp mấy đời con cháu của bà này đều đặng làm quan lớn. Người trong huyện đương thời truyền rằng mỗi lần dòng họ Lâm có người đi thi, trong danh sách không khi nào có người bị lọt sổ. Thân phụ của quan thái sử Phùng Trác Am khi còn là ấp Tường Sinh." Xin giải thích rộng thêm: ấp tức là huyện. Ngày xưa, một người sau khi thi đỗ tú tài được vào học trong trường huyện thì gọi là ấp Tường Sinh. Một hôm vào ngày giá lạnh của mùa đông, trên đường đi đến trường, trông thấy một người té nằm trên mặt tuyết, bèn tiến gần để xem cứu cánh. Thấy thân thể người này gần như bị chết cứng, liền cởi chiếc áo bằng da của mình cho nạn nhân mặc, đồng thời cõng nạn nhân trở về nhà mình cứu chữa. Sau khi cứu xong người này,
thân phụ của quan thái sử nằm chiêm bao, thấy thần nhân đến mách bảo: "Ông cứu sống một mạng người với lòng chí thành, nay ta cho Hạng Kỳ đầu thai làm con của ông." Xin giải thích rộng thêm. Hạng Kỳ là một người văn võ song toàn, đã từng làm tể tướng trong hai triều vua Anh Tông và Thần Tông thời Tống. Quả nhiên, không bao lâu, bèn sinh ra Trác Am, cũng vì thế mới đặt tên tự là Kỳ. Ung Thượng Thư ở phủ Đại Châu, thời tráng niên thường hay đi vào rừng đọc sách. Trong rừng thường có quỷ đến quấy rầy, nhưng Ân Công vẫn không sợ sệt. Vào một buổi chiều hoàng hôn, Ân Công nghe một tên quỷ nói rằng: "Trong xóm này có một thiếu phụ, chồng đi buôn bán ở ngoài lâu năm vẫn chưa thấy về. Cha mẹ chồng tưởng con mình đã chết nên ép con dâu tái gia, nhưng thiếu phụ này rất chung thủy với người chồng, không muốn tái gia, nên ngày mai sẽ đến treo cổ chết tại đây. Lúc có người đến thế, ta sẽ được đi đầu thai." Nghe lời quỷ nói xong, Ân Công thấy thương hại cho thiếu phụ, bèn trở về nhà bán đi một thửa ruộng của mình, lấy được 4 lượng bạc và lập tức viết một lá thư giả mạo là chồng của thiếu phụ cùng với 4 lượng bạc gửi về cho thiếu phụ. Sau khi nhận được thư, cha mẹ chồng của người thiếu phụ nhìn bút tích cũng giống như chữ của con mình nên tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng sau đó nghĩ lại, thơ tuy không phải do con mình viết, có thể là giả, nhưng tiền bạc thì là thật. Trừ con mình ra, có ai vô cớ gửi tiền cho mình đâu. Nên tin rằng con của mình hãy còn sống và không bắt ép con dâu đi tái giá nữa. Vì sao? Chồng của thiếu phụ quả nhiên trở về, vợ chồng được sum họp, cả gia đình đều mừng rỡ. Vài ngày sau, Ân Công lại nghe tiếng quỷ nói: "Đúng ra là ta đã được đầu thai, nhưng bị thằng tú tài này làm hỏng chuyện nên sự không thành." Một con quỷ khác nói: "Vậy tại sao không làm hại nó đi?" Quỷ kia đáp: "Không được đâu, người này là một người chính trực, có lòng nhân từ. Thượng đế đã chọn nó làm thượng thư ở chỗ âm phủ rồi, ta làm sao làm hại nó được." Ân Công nghe xong, từ đó lại càng tích cực hành thiện, công đức mỗi ngày một lớn. Mỗi khi gặp nạn đói kém, ông thường lấy gạo ra cứu tế. Mỗi lúc họ hàng thân thích gặp lúc nguy cấp, ông dùng đủ mọi cách để giúp người qua cơn hoạn nạn. Khi gặp nghịch cảnh, ông thường hay phản tỉnh lấy mình mà không trách người, cũng không oán trời. Con cháu của ông về sau đều vinh hiển. Huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô, có người từ Phụng Trúc, thân phụ là người giàu có đương thời. Khi gặp nạn mất mùa, thân phụ ông đem tiền thuế thu được từ người tá điền mang ra cứu trợ cho dân trong làng để làm gương cho những người giàu khác noi theo, đồng thời cũng lấy gạo ra giúp đỡ người đói kém. Một đêm, mọi người đều nghe thấy tiếng quỷ hát trước cửa nhà họ Từ: "Ngàn không hoa, vạn không hoa, tú tài của nhà họ Từ sẽ đăng khoa." Và nhiều đêm liên tiếp như vậy, dân làng đều nghe thấy tiếng quỷ hát câu này trước nhà họ Từ. Trong năm đó, Từ Trúc Phụng dự kỳ thi hương, quả nhiên đậu cử nhân. Thân phụ của Từ Trúc Phụng từ đó càng tích cực hành thiện, như sửa cầu, đắp đường, bố thí cúng dường tăng đi. Phàm là việc hữu ích cho người, ông đều tận tâm hết sức. Vì sao lại nghe thấy có tiếng quỷ hát trước nhà họ Từ: "Ngàn không hoa, vạn không hoa,
cử nhân nhà họ Từ sẽ được làm quan. Vì sao Từ trúc phụng làm quan đến chức tuần phủ? Đồ Khang Hy, người phủ Gia Hưng tỉnh Chiết Giang, khi giữ hình bộ đô sự thường hay ngủ bên nhà tù để tra xét tình hình của phạm nhân. Ông tra hỏi nhiều tù nhân, được biết rằng nhiều người vì bị mắc oan mà vào ngục, và do đó ông tìm cách giải oan cho họ. Đúng ra ông là người giải oan có công, nhưng ông không cho đó là công trạng của mình, mà đem danh sách và lời khai của những người bị oan viết thành công văn trình lên cho cấp trên để xét lại. Đến thời kỳ xét án, vị quan hình bộ mới phát hiện những người đó đều bị hàm oan mà vào tù. Do đó, đều cho những người này được tráng án. Dân trong kinh thành đều ca ngợi vị quan xét án là minh quan. Đồ Khang Hy lại bạch cùng quan thượng thư rằng: ở kinh thành, nơi nhà vua cư ngụ còn nhiều người mắc oan như vậy. Khắp nước, ở những điểm xa xôi hẻo lánh, số người bị hàm oan có lẽ còn nhiều hơn. Đại nhân nên tâu cùng thánh thượng, mỗi năm sai một vị quan giảm hình đi khắp các tỉnh để tái xét án tình cho dân. Nếu xét ra thực sự có tội thì phải trừng phạt cho xứng đáng. Tội nhỏ thì giảm hình, vô tội thì phóng thích. Như thế người dân mới thấm nhuần được đức chánh của thánh thượng. Quan thượng thư nghe lời của Đồ Khang Hy thật có lý, bèn viết sớ tâu cùng vua. Vua y chuẩn theo lời tâu, và Đồ Khang Hy là một trong những người được chọn làm quan giảm hình đi tra án. Trong đêm đó, Đồ Khang Hy nằm mơ thấy một vị thần đến nói rằng: số của ông không có con, nay vì lời đề nghị về việc tái xét và giảm hình của ông hợp với lòng trời, thượng đế tặng cho ông ba người con, sau này đều được vinh hiển. Vì sao người vợ của Đồ Khang Hy quả nhiên sinh được ba người con là Ưng Tổn, Ưng Khôn và Ưng Thuân, ba người đều là quan lớn trong triều. Gia Hưng có người Bao Bằng, hiệu Tính Chi, phụ thân đã từng làm tri phủ Trì Châu. Bảy người con trong gia đình, Bằng là người con út, được người họ Viên của huyện Bình Hồ kén làm rể. Bằng thường giao thiệp và chơi thân phụ ta, học vấn và kiến thức của ông sâu rộng. Nhưng vận ông không may, nhiều lần dự kỳ thi hội mà vẫn không đậu. Ông thích nghiên cứu kinh điển của Phật giáo và Đạo giáo. Có một lần, ông vào ở Hồ Mão, tình cờ thấy một ngôi chùa cũ trong làng dột nát từ lâu mà không người sửa chữa. Pho tượng Quan Âm trong chùa bị nắng mưa làm hư. Bao Bằng liền trích 10 lạng bạc trong mình ra giao cho hòa thượng chủ trì để tu sửa lại ngôi chùa. Hòa thượng đáp: tu sửa lại ngôi chùa là một công trình lớn, e rằng 10 lượng bạc đó không thể làm trọn tâm nguyện của thí chủ. Bao Bằng nghe hòa thượng nói thế, liền sai người bọc lấy thêm 10 tấm vải tốt được sản xuất ở vùng Tùng Giang, cùng với 7 bộ đồ mới, để trong rương giao cho hòa thượng chủ trì. Người bộc nói: khi bố thí quần áo cho chùa rồi thì ông đâu còn bộ đồ nào để mặc nữa. Bao Bằng cười nói: chỉ cần pho tượng của Đức Quan Âm không bị nắng mưa làm hại, dù ta phải ở chuồng cũng không sao. Hòa thượng chủ trì cảm động đến chảy nước mắt mà nói rằng: bố thí vàng bạc và áo vải là một chuyện không khó, nhưng tấm lòng hỷ xả của thí chủ mới thật là quý hoa và hiếm có. Sau khi ngôi chùa được sửa xong, Bao Bằng cùng thân phụ đến chùa làm lễ.
và đêm hôm đó tá túc tại chùa. Đêm hôm đó, Bao Bằng mơ thấy thần hộ pháp trong chùa đến tạ ơn và nói rằng: "Công đức ông làm trong chùa, sau này con của ông sẽ được hưởng." Về sau, con của Bao Bằng là Bao Biện, cháu là Thánh Phương cũng đều đăng khoa và làm quan. Làng Gia Thiện có người họ Chi tên Lập, thân phụ là một phòng lại trong hình bộ. Thấy một tù nhân vô tội sắp bị chém chết mà tỏ lòng thương hại, nói rằng: "Ta sẽ giúp ông binh quan thoát tội." Tù nhân cảm động nói với vợ rằng: "Chi công có lòng giúp ta, chỉ thẹn rằng ta nghèo không biết lấy gì để báo đáp ơn nghĩa đó. Ta nghĩ ra một cách, ngày mai ông ta có công vụ đến làng mình hãy mời ông ta đến nhà ăn một bữa cơm và hãy hầu hạ ông đó một đêm để tỏ lòng biết ơn. Như thế ông ta thế nào cũng ra sức để giúp mình." Người vợ nghe xong lời chồng, biết làm như thế là không đúng, nhưng muốn cứu chồng mình thoát chết, chỉ biết khóc mà vâng lời. Khi thân phụ của Chi Lập đến nhà của tù nhân, người vợ trong nhà bèn mời ông uống rượu và đem lời của chồng mình nói lại cho ông hay. Ông hiểu ý của đôi vợ chồng này, nhưng một mực từ chối và nói rằng: "Ta cũng như vợ chồng bà, đều không thể làm chuyện dại dột như vậy. Vì thấy chồng bà bị oan mà muốn ra sức giúp vậy thôi, nào cần vợ chồng bà báo ơn nghĩa gì đâu." Với sự giúp đỡ của vị quan phòng lại, người tù vô tội được trắng án. Hai vợ chồng tìm đến nhà bái tạ nói rằng: "Nhờ ân công, gia đình của ta mới được đoàn tụ. Ơn này không biết lý gì để đền đáp. Nay ân công không có con, vợ chồng ta có một đứa con gái muốn gả cho ân công làm tỳ thiếp để phụng sự công việc. Việc này không trái với đạo lý, chẳng biết ý ân công ra sao." Vị quan phòng lại thấy hai vợ chồng có lòng thành như vậy, bèn chuẩn bị sính lễ cưới người con gái của hai vợ chồng về làm thiếp. Về sau được một người con, đặt tên là Lập. Chi Lập đậu trung khôi vào năm 20 tuổi và làm quan ở trong Hàn Lâm Viện. Hai người con của Chi Lập là Chi Cao và Chi Lộc đều là cống sinh trong Quốc Tử Giám. Con của Chi Lộc là Đại Luân cũng đỗ khoa giáp làm quan trong triều. Từ 10 thí dụ trên cho ta thấy, tuy việc làm không giống nhau nhưng đều quy về nẻo thiện. Nếu xét kỹ mà nói thì thiện có chân, có giả, có đoan, có khúc, có âm, có dương, có thị, có phi, có thiên, có chánh, có bán, có mạng, có đại, có tiểu, có nan, có dị, cần phải phân biệt suy nghĩ. Hành thiện mà không hiểu được lý, đôi khi làm việc sai rồi mà còn cho là đúng, chỉ khổ công và vô ích mà thôi. Thế nào là chân thiện và giả thiện? Một nhóm nho sinh hỏi Hòa Thượng Trung Phong: "Nhà Phật nói thiện ác báo ứng như hình với bóng, nay thấy nhiều người làm việc thiện nhiều mà con cháu lại không khá, có người làm việc ác nhiều mà con cháu làm ăn lại thịnh vượng, lời Phật nói thật không căn cứ." Hòa Thượng Trung Phong nói: "Người thường khi tục duyên chưa dứt, mắt huệ chưa mở, đôi khi cho việc ác là thiện, cho việc thiện là ác. Đó là thiện ác điên đảo, tự mình không rõ thiện ác, mà lại oán người trách trời Phật là không có báo ứng. Như thế là lầm." Một nho sinh khác hỏi: "Thiện là thiện, ác là ác, làm sao gọi thiện ác điên đảo được?" Hòa Thượng
bèn mời từng người trình bày về quan niệm thiện ác của mình. Một người nói: chửi người đánh người là ác, kính người và lễ độ với người là thiện. Hòa thượng Trung Phong trả lời: cũng chưa hẳn là đúng. Mấy vị nho sinh sau khi trình bày xong quan niệm thiện ác của mình, Hòa thượng Trung Phong đều cho là không đúng, nên mời Hòa thượng dạy bảo. Hòa thượng Trung Phong nói: phàm vì có ích cho người là thiện, có ích cho mình thì là ác. Nếu có ích cho người thì dù có đánh đập hay mạ lị người đó cũng vẫn là thiện. Nếu là việc có lợi ích cho mình, dù cung kính lễ độ với người cũng là ác. Cho nên việc hành thiện của một người, nếu có ích cho người thì là công, khi đã là công đức thật, lợi cho mình thì là tư, đã là tư tức là giả. Việc thiện xuất phát từ tấm lòng thành của mình là chân. Nếu động cơ hành thiện là để cho người biết thì là giả. Hành thiện mà du di là chân, nếu hữu di thì là giả. Cho nên muốn biết một hành động thiện hay ác, cần phải xét đến động cơ của việc đó thuộc chân hay giả, thuộc công hay tư, mới có thể phán xét được. Thế nào là đoan thiện và khúc thiện? Người thường đều cho rằng kẻ cẩn nguyện là người thiện, nhưng thánh nhân lại cho rằng những kẻ cuồng và quyên mới là thiện nhân. Vì một người cẩn thận, nhẹ dạ, thường thiếu chí cương quyết, xét việc theo cảm tình, dễ gây cho người có quan niệm sai lầm về phương diện đạo đức. Thánh nhân cùng trời đất quỷ thần xét việc hòa phúc theo lẽ phải mà không theo quan niệm thường tình của thế đời. Muốn tích đức, lòng thiện phải chân thật, phát từ cõi lòng, đó là đoan thiện. Nếu có ti hào thiên lệch về tình ý thì là khúc thiện. Một lòng thuần tình yêu người là đoan. Nếu lòng có ti hào ý niệm ngoạn đời là khúc. Đoan thiện là ngay, khúc thiện là lệch. Hành thiện theo ý là đoan, theo tình là khúc, không thể không biết. Thế nào là âm thiện và dương thiện? Phàm là một việc thiện để cho người biết thì là dương thiện. Làm việc thiện mà không cho người hay thuộc về âm đức. Âm đức sẽ được trời báo, dương thiện chỉ là hưởng danh, tức là có tiếng tăm trên đời. Danh cũng là phần phúc, nhưng tạo hóa cũng như người đời thường hay kỳ. Những người có danh vọng cao nhưng không phù hợp với đức của mình thường hay mang họa vào thân. Còn những người vô cố mà bị mang tiếng hay mắc oan, con cháu về sau đều khá. Sự sai biệt giữa âm đức và dương thiện thật là vi diệu. Thế nào là thị thiện và phi thiện? Vào thời điểm chiến quốc, dân nước Lỗ thường bị những nước lân cận bắt đi làm sai dịch. Nước Lỗ đặt ra một câu luật: phàm là có người nào lấy tiền chuộc được bá tánh nước Lỗ trở về nước đều được tưởng thưởng. Một học trò giàu có của Đức Khổng Tử là Tử Cống hay tin này, bèn lấy tiền ra chuộc được một số người về. Nhưng Tử Cống nghĩ rằng chuộc người về nước là sức mình có thể làm được, nên không đi lãnh thưởng. Đức Khổng Tử hay tin bèn trách Tử Cống: con cũng đi lãnh thưởng là một điều sai lầm. Hành động của người quân tử là phải đi phong dịch tục. Xin nói rõ nghĩa ra, làm cho phong khí tốt được lưu hành, biến những tập tục xấu trở nên tốt, chứ không phải là hành động theo ý muốn riêng tư của mình. Hiện nay ở nước Lỗ, người giàu có thì ít, người nghèo khổ thì nhiều.
nhà nước ra lệnh tưởng thưởng cho những người có công chuộc người với mục đích là khuyến khích mọi người ra tiền ra sức để chuộc tù nhân bị bắt về nước. Nay con người đi trước mà không lãnh thưởng, như thế sẽ làm cho mọi người hiểu lầm rằng cứu người đi lãnh thưởng là một việc tham. Thử hỏi sau này dân trong nước còn ai dám bỏ tiền ra chuộc tù nhân về nước nữa. Một học trò khác của Đức Khổng Tử là Tử Lộ cứu được một người sắp bị chết đuối. Người thoát nạn tặng một con trâu cho Tử Lộ để đáp ơn, và Tử Lộ nhận lấy con trâu đó. Đức Khổng Tử hay tin này, bèn ca ngợi Tử Lộ và nói rằng: dân nước Lỗ từ nay thích ra sức làm việc nghĩa, vì nghĩa cử của con đã tạo nên một phong trào cứu người mắc nạn. Trong hai trường hợp cứu người của Tử Cống và Tử Lộ, người thường sẽ cho rằng Tử Cống không nhận tiền thưởng là một nghĩa cử cao cả đáng khen, còn Tử Lộ nhận trâu là một hành động tham lam vụ lợi. Nhưng sự phán xét của thánh nhân lại khác hẳn, trách Tử Cống mà khen Tử Lộ. Xét hai thí dụ trên, thiện hành của Tử Lộ là thị, hành động của Tử Cống là phi vậy. Thế nào là thiên thiện và chánh thiện? Lữ Văn Ý là một vị quan thanh liêm chính trực. Khi già về hưu trở về Cố Lý, được dân trong làng ngưỡng mộ và tôn kính. Một hôm, có kẻ vô lại trong làng uống rượu, nặng lời sĩ giả Lữ Công. Người bộc trong nhà giận, muốn bắt đem nạp cho quan quyền để trị tội. Lữ Công nói rằng: người say rượu đã mất đi lý trí, chỉ nên thương hại, cho nên trách phạt làm chi. Vài năm sau, tên vô lại đó phạm trọng tội và bị kết án tử hình. Lữ Công hay tin này, cảm thấy hối hận, tự trách rằng: đó là một phần, cũng là lỗi lầm của ta. Phải chỉ mấy năm trước ta nhẹ tay trừng phạt để răn nó, nó còn biết sợ đến phép nước mà không dám làm càn. Không ngờ lòng nhân hậu của ta chẳng những không có ích mà còn làm hại đến người. Đó là lòng tốt mà đưa đến kết quả xấu, lại có lòng ác mà hành thiện. Như một phú ông nọ gặp nạn mất mùa, nhiều người ngang nhiên cướp giật ở ngoài chợ. Phú ông báo cho quan huyện hay, nhưng quan huyện làm ngơ. Bọn người cướp giật thấy thế càng hoành hành. Trong trường hợp bất đắc dĩ này, phú ông phải bỏ tiền ra mướn những tráng đinh khỏe mạnh để bắt lấy bọn cướp. Người nào bị bắt đều bị đem ra bêu xấu ngoài chợ. Bọn trộm thấy thế mà sợ, và từ đó loạn cướp giật mới được yên. Mọi người đều biết làm thiện là chính, làm ác là thiên, tức là thiên lệch. Còn dùng lòng tốt mà hành việc ác tuy là chính, nhưng sự thật thì đã thiên lệch. Đó là trong cái chính có cái thiên ở trong đó. Lòng xấu mà hành việc thiện, bề ngoài tuy là ác nhưng thực ra là thiện. Đó là trong cái thiên có cái chính trong đó. Thế nào là bán thiện và mãn thiện? Kinh dịch viết: không tích thiện không đủ thể thành danh, không tích ác thì không đủ để diệt thân. Sách Thượng Thư viết: tội ác của vua trụ nhà thương như bình chứa đồ, càng chứa càng đầy, nếu không chứa thì không khi nào đầy dậy. Ngày xưa có một thiếu nữ nhà nghèo đi chùa, muốn bố thí nhưng không có tiền, xét trong mình ra chỉ được có 2 đồng tiền, bèn đem ra cúng dường cho chùa. Hòa thượng chủ trì thấy vậy, liền đích thân làm lễ sám hối và cầu phúc cho thiếu nữ này.
Vì sao thiếu nữ được tuyển vào cung trở nên giàu có, mang ngàn lượng vàng ra bố thí cho chùa, nhưng hòa thượng chủ trì chỉ sai học trò của ông ra làm công đức hồi hướng mà thôi. Nữ thí chủ không hài lòng, bèn tìm đến hòa thượng mà nói rằng: mấy năm trước ta chỉ bố thí có 2 đồng tiền thôi, hòa thượng đã đích thân vì ta cầu phúc. Nay ta bố thí 1,000 lạng vàng, hòa thượng chỉ sai học trò ra tiếp đãi ta. Chẳng lẽ lễ ta không được hậu lắm hay sao? Hòa thượng chủ trì đáp: lúc trước tuy thí chủ chỉ bố thí có 2 đồng tiền, nhưng lòng của thí chủ rất là chân thật. Nếu bần tăng không đích thân ra cầu phúc thì không thể đáp lại công bố thí của thí chủ. Nay của cải bố thí của thí chủ so với trước tuy nhiều gấp 1,000 lần, nhưng lòng thành của thí chủ chỉ là 1/1,000 của lúc trước mà thôi. Cho nên chỉ cần học trò của bần tăng cầu phúc cho thí chủ là đủ. Bố thí 2 đồng tiền mà được phúc lớn, đó gọi là mãn thiện, tức là việc thiện được tròn đầy. Bố thí 1,000 lạng vàng mà được phúc ít, đó là bán thiện, tức là việc thiện chỉ có được 1/2 vậy. Ngày xưa, bát tiên Lữ Động Tân theo Hấn Chung Ly tổ sư học đạo. Một hôm, tổ sư nói với Lữ Động Tân rằng: con theo thầy đã lâu và có lòng học đạo. Nay thầy truyền cho con phép điểm thạch thành kim, tức là chỉ đá thành vàng. Con muốn học chăng? Lữ Động Tân nghe thầy mình nói vậy rất mừng, vì nghĩ rằng nếu học được phép này, có thể dùng đá biến thành vàng để giúp đỡ những người nghèo khổ. Nhưng trong lòng còn hoài nghi, bèn hỏi Chung Ly tổ sư: bạch thầy, khi phép đã biến đá thành vàng rồi, chẳng biết vàng có còn biến trở lại thành đá không? Chung Ly tổ sư đáp: 500 năm sau sẽ biến trở lại thành đá. Lữ Động Tân nghe thầy nói thế, bèn trả lời: như thế thì con không học phép này, vì 500 năm sau, vàng đá này sẽ làm cho chủ sở hữu của nó phải phá sản. Chung Ly tổ sư cười và nói: người tu hành cần phải hội đủ 3,000 công mới có thể chứng quả. Với tâm lòng từ bi rộng lượng của con, chỉ một lời nói đó đã hội đủ 3,000 công rồi. Nay thầy có thể đem tâm pháp truyền cho con. Nếu hành thiện mà không chấp vào việc thiện đã làm này sẽ được tròn đầy. Nếu tâm chấp vào việc thiện đã làm, dù suốt đời lao lực vào việc từ thiện, nhưng việc thiện cũng chỉ là 1/2 mà thôi. Thí dụ, lấy tài vật giúp đỡ người, trong lòng không biết mình đã làm việc bố thí, ngoài không thấy người nhận bố thí, giữa không thấy vật bị bố thí. Như thế gọi là tam luân thể không, đó là tâm đã thanh tịnh. Bao la như thái hư, dù chỉ bố thí 1 đồng tiền, nhưng phúc đức lại vô lượng. Trái lại, nếu bố thí mà lòng chấp trước, thì dẫu bố thí 1,000 lượng vàng, nhưng phúc cũng không được tròn đầy. Thế nào là đại thiện, tiểu thiện? Ngày xưa, Quan Hàng Lâm Diện là vệ trọng đạt, một lần mang bệnh, hồn bị nhiếp xuống âm phủ. Diêm Dương sai phán quan lấy 2 cuốn sổ ghi chép việc thiện ác của vệ trọng đạt ra xem. Thì cuốn sổ ghi điều ác đều chép đầy sổ, còn cuốn sổ ghi điều thiện chỉ có vài chữ mà thôi. Diêm Dương lại cho sai phán quan lấy cân ra cân. Thì cuốn sổ ghi điều thiện tuy ít nhưng lại nặng hơn cuốn sổ ghi điều ác. Vệ trọng đạt ngạc nhiên hỏi Diêm Vương: tuổi ta chưa đầy 40,
sao lại phạm nhiều lỗi như thế? Diêm Vương đáp: Nảy ra một ý niệm bất chính là đã gây nên tội lỗi. Vị Trọng Đạt lại hỏi: Cuốn sổ ghi việc thiện chỉ có vài dòng, ghi chép điều gì mà lại nặng hơn cuốn kia vậy? Diêm Vương trả lời: Có một lần triều đình ra lệnh tu sửa cầu đá Tam Sơn ở tỉnh Phước Kiến. Ông thấy công trình lớn lao, hao phí tài lực của nhân dân, nên viết sớ tâu cho vua hay để thôi việc xây cất cho dân bớt khổ. Những dòng chữ trong cuốn sổ thiện chính là đơn của ông trình cho nhà vua. Vị Trọng Đạt nói: Tuy rằng ta có trình tâu cho vua chuyện này, nhưng không được vua chấp thuận. Diêm Vương nói: Tuy không được nhà vua chấp thuận, nhưng lòng tốt của ông đã có công trong việc này. Nếu được vua chấp thuận thì công này lại càng lớn thêm, vì hàng vạn dân đều đội ơn. Cho nên có công đối với nước là lớn, công ở nơi mình thì nhỏ. Thế nào là nan thiện và dị thiện? Tỳ Nho thường nói: Muốn khắc kỵ là phải từ chỗ khó mà dùng công phu. Bàn về chữ nhân, Đức Cộng Tử cũng nói là tiên nan, nghĩa là muốn đạt được điều nhân, trước hết phải từ chỗ khó bắt đầu. Việc gì người khác không làm được, mình phải làm cho được. Như thế mới mong đạt được hiệu quả. Như tỉnh Giang Tây, có cụ Đồ họ Thư. Thấy gia đình của một học trò vì thiếu tiền người ta mà phải cho vợ đi làm tỳ thiếp để trả nợ. Thư công thấy vậy, bèn đem tiền lương dạy học 2 năm của mình giúp học trò nghèo này trả nợ, để vợ chồng người ta khỏi chịu cảnh chia ly. Ở Hàm Đan, có người họ Trương đem số tiền dành dụng 10 năm của mình ta giúp người chuộc vợ. Đó là 2 thí dụ người thường khó làm mà làm được, khó xả mà lại xả được. Ở Vũ Trấn Giang, tỉnh Tô Giang, có người họ Cận, tuổi già không con. Người vợ sai người quan làng kế mua gái nhà nghèo về cho ông làm thiếp. Nhưng ông nghĩ tuổi mình đã già nên không nỡ nạp gái tơ về làm thiếp, bèn giao trả người con gái về nhà mà không nhận lại tiền. Đó là một thí dụ khó nhịn mà lại nhịn được. Cho nên trời giáng phúc cho những người này cũng lớn. Người giàu muốn bố thí là một chuyện dễ, nhưng lại thường hay bụng xỉn mà không làm. Trái lại, bố thí là một việc khó đối với người nghèo, nhưng việc khó làm mà được mới là quý vậy. Tùy duyên cứu người và giúp người có nhiều cách, nhưng có thể tóm tắt thành 10 loại như sau. 1. Dụ người hành thiện. 2. Tồn lòng kính và yêu người. 3. Làm trọn vẹn lòng tốt của người. 4. Khuyên người hành thiện. 5. Cứu người trong lúc nguy cấp. 6. Xây cất công trình hữu ích. 7. Bỏ tiền làm phước. 8. Hộ trì chánh pháp. 9. Kính trọng bậc tôn trưởng. 10. Tiếc thương sinh mệnh của loài vật. Thế nào là dụ người hành thiện? Ngày xưa, vua Thuấn ở Lôi Trạch, thấy người bắt cá nơi sông đều tranh nhau giành chỗ nước sâu, còn người già cả vì không đủ sức tranh nhau với người trẻ đều phải bắt ở chỗ nông cạn hay nơi nước chảy xiết, nên thường không bắt được cá. Vua Thuấn nhìn thấy cảnh này mà động lòng trắc ẩn, cũng xuống sông bắt cá. Thấy người nào tranh với mình cũng không tỏ vẻ giận hờn và chỉ trích, mà lại còn nhường chỗ tốt của mình cho người. Nếu thấy có người nào nhường chỗ thì lên tiếng khen ngợi người đó. Sau khi bắt cá ở vùng Lôi Trạch được 1 năm, mọi người đều noi gương của vua Thuấn
mà nhường chỗ cho nhau. Với tài anh minh của Du Thuấn, há không thể dùng lời nói để khuyên người hay sao? Mục đích là lấy hành động làm mô phạm để mọi người noi theo. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp, chớ nên lấy sở trường của mình mà lấn át người, chớ nên lấy điều tốt của mình mà khoe người, chớ nên lấy tài năng của mình làm khổ cho người. Thu liễm tài trí như hư như không, nên bao dung và che đậy lỗi lầm của người. Thứ nhất là để người có cơ hội sửa chữa, thứ hai là để người biết rõ lỗi mình mà hổ thẹn, không dám tái phạm. Thấy được cái tốt của người thì nên soi gương mà làm theo. Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi một lời nói, một việc làm đều không nghĩ vì mình mà vì một chữ công. Như thế mới là độ lượng của người quân tử. Thế nào là tồn lòng yêu kính? Nếu chỉ xét vẻ bề ngoài, quân tử và tiểu nhân thường hay lẫn lộn, mà phải xét đến sự tồn tâm mới phân biệt được. Cho nên người quân tử khác với người khác là ở chỗ tồn tâm mà thôi. Sự tồn tâm của người quân tử là hằng thương con người và tôn kính người. Người có thân sơ, hiền ngu và dạng vật tuy nhiều, nhưng ta đều có thể xem như là đồng bào mà tôn kính và thương yêu. Kính yêu mọi người tức là kính yêu thánh hiền. Nếu rõ được chí của mọi người tức là hiểu được chí của thánh hiền. Vì chí của thánh hiền là muốn thiên hạ an cư lạc nghiệp. Cho nên nếu ta thương người và yêu người là thay thế thánh hiền để lo cho thiên hạ vậy. Thế nào là thành nhân chi mỹ? Ngọc ở nơi đá, nếu dứt bừa bãi thì chẳng khác gì đá dùng, còn như mang đi mài dũa thì sẽ trở thành một miếng ngọc quý. Nếu ta thấy một người làm việc thiện hay là người có chí muốn làm việc thiện, ta nên ra tay trợ giúp để hoàn thành việc tốt của người, hoặc là ra lời khen ngợi, hoặc là ra sức giúp đỡ. Hoặc khi người bị hiểu lầm, ta ra lời thanh minh, hoặc người bị hủy báng, ta tỏ vẻ chia buồn và an ủi, để người không nản chí mà làm trọn việc lành. Người thường có tính hay bài xích dị kỷ, đại để người thiện thì ít và người xấu thì nhiều, nên người tốt thường ở thế cô. Hơn nữa, xưa nay tính tình của các bậc hào kiệt không thích chạy theo thói đời, cho nên người hiền làm việc tốt thường hay bị hủy báng. Trong trường hợp này, nếu có các bậc trưởng thượng nhân đức ra sức khuôn chính để người hủy báng hiểu rõ sự lý, việc thiện của người hiền mới dễ đạt thành. Thế nào là khuyên người hành thiện? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Đã sinh ra làm kiếp người, người chẳng có lương tâm, nhưng đường đời dịch dịch, hai chữ danh lợi dễ làm cho người ta sa ngã mà quên đi bản tính ban đầu. Cho nên sự thế giao thiệp với người, thế hành động và việc làm của một người trái ngược với đạo lý, thì ta hãy dùng lời khuyên ngăn để người quay về nẻo thiện. Tỷ như một người sau một cơn mê dài, ta lên tiếng để đánh thức họ. Một người đang trong cơn ưu phiền, ta tìm cách làm nguôi nỗi sầu của họ. Tùy thời, tùy lúc, ta đều có thể làm những việc ban ơn bằng miệng cho người. Hàn Vũ nói: khuyên người một thời bằng miệng, khuyên người trăm đời bằng sách. Cho nên ra đời khuyên người hay ấn tống kinh sách để khuyên đời là một thiện lớn. So với điều dụ người hành thiện, khuyên người hành thiện tuy là có hình tích, nhưng nếu như người thầy thuốc biết căn cứ vào bệnh tình của bệnh nhân
mà cho thuốc thì vẫn đạt được hiệu quả và không thể thiếu vậy. Thế nào là cứu người trong lúc nguy cấp? Lưu ly hoạn nạn mỗi người chúng ta đều có thể gặp phải. Trong trường hợp thấy người gặp nạn, ta phải tỏ lòng thương hại như chính ta đã gặp phải, mà tìm cách cứu người rời khỏi nơi nguy cấp đó. Như gặp người bị oan ức, ta dùng lời biện minh cho họ. Nếu gặp người liên tục trong cảnh nguy khốn, ta phải tìm đủ mọi phương tiện để giúp đỡ. Thôi Tư nói, ân huệ cho người không cần lớn, giúp người qua cơn nguy cấp là được. Đó là một lời của bậc nhân đức. Quý thay, thế nào là xây cất công trình hữu ích? Nhỏ thì ở trong làng, lớn thì ở nơi ấp. Làm là công trình có lợi ích công cộng, như khai mương để dẫn thủy nhập điền, đắp đê để phòng lụt lội, xây cầu đắp đường để người tiện bề đi lại, hay là lập trạm bố thí thức ăn, nước uống, cứu người nghèo đói. Khi làm những việc này, không sợ bị người hiềm nghi và cũng không ngại lao khổ mà thối chí. Chẳng những ra sức làm mà còn ra lời khuyên để mọi người góp sức cùng nhau hoàn thành việc thiện. Thế nào là xả tài làm phúc? Dạng hạnh của nhà Phật lấy bố thí làm đầu. Bố thí chỉ là một chữ xả mà thôi. Xả tức là cho người mà không lấy làm tiếc. Người thông đạt được chân lý như Phật, Bồ Tát thì nội xả được lục căn, ngoại xả lục trần. Có nghĩa là chẳng có vật gì mà không xả được. Người thường chúng ta không làm được như Phật và Bồ Tát thì phải từ bố thí tiền bạc bắt đầu. Ăn mặc là điều cần thiết của loài người, và muốn có ăn có mặc thì phải có tiền mới thỏa thuận được. Cho nên bố thí tài vật là một điều quan trọng. Một là có thể cứu giúp người, hai là có thể giúp ta trừ đi được tính bụng xỉn và lòng tham, mà trở thành con người khẳng khái. Ban đầu tuy rằng hơi miễn cưỡng, nhưng dần sẽ trở nên tự nhiên. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Pháp là cặp mắt vạn đời của muôn vạn sanh linh. Nếu không có chánh pháp thì loài người không thể sánh cùng trời đất, và cũng không thể cùng trời đất hóa dục vạn vật, không thoát ly được sự thúc phược của phiền não, không thể biết được phương pháp nhập thế để trị đời, cũng không biết được phương pháp xuất thế chứng đạo để cứu chúng sinh trời bến mê mà lên bờ giác ngộ. Cho nên phàm thấy hình tượng của thánh hiền, kinh thi điển tịch đều phải kính trọng, và nếu có chỗ nhơ nhuốc hay rách nát thì nên chỉnh đốn lại. Còn như trợ giúp về việc hoằng dương chánh pháp lại là một việc nên làm để cứu rỗi chúng sinh và báo ân Phật. Thế nào là kính trọng tôn trưởng? Ở nhà là cha mẹ, anh chị, ở ngoài là người lãnh đạo. Phàm những người tuổi tác hơn ta, tài đức hơn ta, địa vị hơn ta, kiến thức hơn ta đều phải kính trọng. Tại nhà phụng sự cha mẹ phải có lòng yêu thương là tôn kính. Nói chuyện với cha mẹ phải hòa nhã, ôn tồn. Nếu làm được như vậy thì là một đặc tính tốt. Đó là khí thái hòa, có thể cảm cách thiên địa. Khi rời khỏi gia đình ra giúp việc nước, mỗi khi làm một việc, không thể vì cấp trên không biết mà tự ý hành động. Khi xét tội của một người, không thể vì thượng cấp không biết mà lạm dụng quyền thế của mình để tác oai tác quái.
người xưa thường hay lấy câu cha mẹ và quân vương lớn như trời phải kính cẩn phụng sự để khuyên đời. Nên thực hành theo lời nói này, vì hai chữ trung hiếu quan hệ mật thiết với âm đức. Thử xem, xưa nay con cháu của các bậc trung thần hiếu tử có người nào không thịnh? Thế nào là thương tiếc sinh mệnh của loài vật? Con người chúng ta sở dĩ là người là vì có lòng trắc ẩn, cầu đức nhân, tức là cầu lấy lòng này. Tích đức cũng là tích lấy lòng này. Sách Châu Lệ chép, không nên dùng vật cái để tế lễ trong tháng đầu của mùa xuân, vì e rằng vật cái có chữa. Thầy Mạnh Tử nói, người quân tử rời xa nhà bếp, đó là lòng trắc ẩn, không nỡ nhìn thấy loài vật bị giết. Đối với người không bỏ được thịt mà ăn chay, người xưa có bốn điều khuyên răn như sau: nghe tiếng con vật kêu than trong lúc bị giết, thịt của con vật đó không nên ăn. Trông thấy con vật bị giết, thịt của con vật đó không nên ăn. Vật do mình nuôi thì không nên giết ăn, vật gì mình mà giết thì không nên ăn. Đó là một phương pháp để nuôi dưỡng lòng từ bi, và dần dần sẽ trở nên tự nhiên. Chẳng những không nên sát hại loài vật để ăn thịt, nhất thiết loài xuẩn động đều có sinh mạng, như nấu kén để lấy tơ, cuốc đất trồng trọt làm tổn thương đến loài vật cũng là sát sanh vậy. Ngày thường tay của ta làm ngộ thương, chân ta ngộ đạp chết biết bao nhiêu sinh mạng của loài côn trùng, cho nên không thể không chú ý. Người xưa nói, yêu chuột thì để cơm thừa, thương ngài không nên thắp đèn. Lời này thật là nhân từ vậy. Hành thiện có nhiều phương pháp, không sao kể cho hết. Nhưng nếu từ 10 điểm trên mà suy diễn, khuếch sung thì dạng đức đều quy tụ. Chương thứ tư: công hiệu của đức khiêm. Kinh dịch viết: đạo trời làm giảm đi phần đầy mà bổ sung ít cho phần thiếu, đạo của đất làm biến đổi phần đầy để bù vào chỗ khiếm, quỷ thần làm hại những gì quá mãn mà gieo phúc đức khiêm, đạo người thì ghét những người tự kiêu tự mãn mà thích người có đức khiêm tốn. Trong số 64 quẻ của kinh dịch, chỉ có quẻ khiêm là được 6 hào đều tốt. Đủ thấy đức khiêm hệ trọng đến cỡ nào. Sách Thượng Thư chép, mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích, nghĩa là đầy sẽ chuốc lấy sự thiếu thốn, khiêm thì sẽ được sự lợi ích. Ta thường đi ứng thi với nhiều người bạn, mỗi khi thấy những kẻ hàng sĩ sắp đỗ đạt, đều thấy họ là những người có đức khiêm tốn, đáng được ca tụng. Vào năm Tân Mùi, ta lên kinh dự kỳ thi hội. Huyện Gia Thiện có tất cả 10 người đi chung với ta. Trong đó có một người họ Ninh tên Kính, hiệu Vũ Tân, là người nhỏ tuổi nhất và là một người cực kỳ khiêm tốn. Ta nói với người bạn thân là Phí Cẩm Ba rằng, trong kỳ thi này Đinh Kính thế nào cũng đậu. Phí Cẩm Ba ngạc nhiên hỏi lại, làm sao huynh biết được? Ta nói rằng, người có đức khiêm tốn sẽ được phúc. Huynh thấy trong nhóm chúng ta có tất cả 10 người, có người nào thành thật chất phác như Đinh Kính chăng? Có người nào cung kính và nhún nhường bằng Đinh Kính chăng? Lại nữa, mỗi khi bị người làm nhục, anh ta không khi nào lên tiếng cãi lại. Khi bị người hủy báng cũng không ra lời biện bạch. Một người như thế, quỷ thần thế nào cũng hộ trì,
lẽ nào mà không đậu? Đến ngày công bố kết quả, Đinh Kính quả nhiên trúng thi. Năm Đinh Sửu cùng với người bạn Phùng Khai Chi ở chung nhau trong kinh thành. Thấy tính tình của người bạn này trở nên khiêm tốn, nhún nhường, khác hẳn với thuở thiếu thời. Chi có một người bạn lòng là Lý Tệ Nghiêm, là người có tính nói thẳng. Mỗi khi thấy Chi có chỗ nào không đúng, Nghiêm đều hay nặng lời chỉ trích, nhưng không khi nào thấy Chi giận hờn và cũng không khi nào trả đũa. Thế như vậy, ta nói với Chi rằng, người có phúc căn thế nào cũng được phúc, người có điểm xấu thế nào cũng gặp họa. Tính của huynh khiêm tốn, hòa ái như vậy, thế nào trời cũng giáng chức. Kỳ thi năm nay chắc chắn sẽ có tên huynh. Quả nhiên, đúng với lời dự đoán của ta, Phùng Khai Chi thi đỗ vào năm đó. Triệu Du Phong, người huyện Quán, tỉnh Sơn Đông, chưa đầy 20 tuổi đã thi đậu cử nhân, nhưng thi mãi vẫn không đậu tiến sĩ. Thân phụ của Du Phong là quan Tam Doãn của huyện Gia Thiện, và Du Phong đi theo người cha đến nhiệm sở vì hâm mộ tài học của Tiền Minh Ngô, một người có học vấn uyên thâm trong huyện. Du Phong viết một bài văn cho Tiền Minh Ngô xin chỉ giáo. Người họ Tiền đọc qua bài văn, chẳng nói chẳng rằng, lấy bút ra gạch nguyên cả bài văn của Du Phong. Trong trường hợp này, nếu là người thường, tất sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng Du Phong chẳng những không nổi giận, mà lại còn tỏ vẻ khiêm tốn, nhờ Tiền Minh Ngô chỉ điểm chỗ sai và lập tức sửa lấy. Qua năm sau, Triệu Du Phong thi đỗ tiến sĩ. Làng Giang Âm, tỉnh Giang Tô có người Trương Quý Nham, tài học hơn người, ai nấy đều khen. Năm Giáp Ngọ, lên Nam Kinh dự kỳ thi hương và ở trọ tại một ngôi chùa. Đến ngày công bố kết quả, thấy trong bảng không có tên mình. Nham giận và mắng quan chủ khảo có mắt mà không ngươi. Trong lúc đó, một đạo sĩ nghe được bèn cười rằng: chắc bài văn của các hạ không tốt nên mới bị đánh rớt. Nham nổi nóng với đại sĩ: thầy đã đọc bài văn của ta chưa? Mày dám nói rằng văn của ta không hay? Đạo sĩ đáp rằng: ta nghe người xưa nói, kẻ sĩ có thái độ ung dung hiền hòa mới viết được văn hay. Này thấy lòng của các hạ có sự bất bình, ra lời mắng giết quan chấm thi, đủ thấy bài của các hạ đã thua kém người khác, làm sao mà hay được. Nham nghe lời của đạo sĩ nói có lý, bèn bái tạ và xin đạo sĩ chỉ điểm. Đạo sĩ nói: người trúng tuyển hay không đều là số mệnh, không có số mệnh trúng thì dù có tài cũng không thể đỗ đạt sau này. Nham hỏi: đã do số mệnh định đoạt, như thế thì làm sao thay đổi được? Đạo sĩ đáp: tạo nên mệnh là do trời, nhưng lập nên mệnh là do chính ta. Nếu một lòng hành thiện, quảng tích âm đức, lẽ nào phúc lại không đến? Nham nói: ta chỉ là kẻ bần sĩ, làm sao mà tích đức được? Đạo sĩ nói: việc tu thiện tích đức là nơi tâm, như đức khiêm tốn chẳng hạn, chẳng cần tốn đồng tiền nào cả. Tại sao các hạ không tự phản tỉnh lấy mình mà lại đem lòng oán hận đến quan chấm thi? Sau khi được đạo sĩ chỉ điểm, Trương Úy Nham bắt đầu sửa đổi tính nết của mình và làm việc hữu ích cho người. Đến năm Đinh Dậu, một hôm nằm mơ, thấy mình đi vào một căn phòng của một tòa lâu đài lớn. Trong phòng có một cuốn sổ để trên bàn. Khi lật ra xem, thấy trong sổ liệt kê tên họ của nhiều người, trong đó lại có nhiều chỗ trống. Nham hỏi một người trong nhà:
Người đáp rằng: sổ này ghi danh sách những người sẽ thi đỗ năm nay. Nơi âm ti 3 năm khảo sát một lần. Những chỗ trống trong sổ là tên của những người đúng ra sẽ được chấm đậu, nhưng vì phạm phải lỗi lầm nên bị xóa đi. Người ấy lại lật qua một trang khác, chỉ vào một hàng và nói với Nham rằng: trong 3 năm nay, ông đã tự kiểm điểm lấy hành vi của mình và làm nhiều điều thiện, nên năm nay có thể ông sẽ được bù vào chỗ khuyết này. Mong ông hãy tự trọng lấy. Trong kỳ thi năm đó, Trương Úy Nham quả nhiên thi đỗ cử nhân và được xếp hạng thứ 105. Những thí dụ trên cho thấy, trên đầu 3 thước đều có thần minh giám xét. Muốn gặp lành tránh họa tự nhiên là do chính ta. Một người luôn luôn cẩn thận về lời nói và hành vi của mình, không hổ thẹn với người, không đắc tội với trời đất quỷ thần, trong lòng khiêm tốn nhún nhường, sẽ được trời đất quỷ thần thương mà giáng phúc. Trái lại, kẻ hay tự mãn kiêu ngạo thường là người không có phúc, và dẫu có cũng không được lâu dài. Người có trí tuệ minh lý tất nhiên không muốn có một tấm lòng hẹp hòi mà cự tuyệt cái phúc trời giáng cho mình. Huống chi một người khiêm tốn nhã nhặn có thể tiếp nhận lời khuyên răn chỉ dẫn của tha nhân mà học được những cái hay của người. Do đó, đức khiêm tốn là một điều không thể thiếu được trên con đường tu thân tích phúc. Người xưa nói: có chí nơi công danh tất được công danh, có chí nơi phú quý tất được phú quý. Người có chí như cây có rễ, lập chí này nên luôn luôn khiêm tốn, dù chỉ là một sự việc nhỏ nhen đều nên ra tay trợ giúp người. Như thế tự nhiên trời đất sẽ cảm động và phúc sẽ đến với ta. Những người muốn cầu công danh nhưng không được toại nguyện là do ban đầu tuy có lập chí nhưng chỉ là cảm hứng một thời mà không có thủy chung. Thầy Mạnh Tử nói với Lương Huệ Vương: một mình vua thích âm nhạc tốt hay là cùng chia vui với ba tánh tốt? Lương Huệ Vương đáp: cùng hưởng với ba tánh tốt hơn. Thầy Mạnh Tử nói: nếu vua cùng vui với ba tánh, nước Tề như thế sẽ cường thịnh. Một người làm điều nhân, nếu đem lòng thương đến cho mọi người thì mọi người đều chịu ân huệ. Người chịu ân huệ tất nhiên cũng sẽ hành đức nhân, và mọi người đều làm như thế thì cả nước đều sống trong cảnh thanh bình an lạc. Phương pháp cầu công danh của ta cũng thế. Trước hết là lập định chí hướng của mình, sau đó một lòng làm việc thiện. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, đều tận tâm hết sức, và như thế dần dần cải tạo được số mệnh. Vì ta giúp người, trời sẽ giúp ta. Mệnh do tự mình tạo ra là vậy. Tiểu sử của Viên Lão Phàm Tiên Sinh. Bổn danh của tiên sinh là Viên Hoàng, tự là Khôn Nghi, người huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Hoa. Thời tráng niên, tiên sinh ở rể trong nhà họ Thù, huyện Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang. Ông đỗ cử nhân vào năm Long Khánh, năm thứ 4 vua Mục Tông đời Minh, tức năm 1570. Đỗ tiến sĩ vào năm Vạn Lịch thứ 14 đời vua Thần Tông, tức năm 1586, và được bổ nhiệm làm tri huyện huyện Bảo Trì của tỉnh Hà Bắc. Gia đình của tiên sinh tuy không khá giả, nhưng tính ông cần kiệm và thường hay bố thí giúp người. Ngoài việc hành thiện, tiên sinh cũng tu
tập thiền. Dù bận bịu với công vụ, nhưng sớm tối ông đều không quên tụng kinh ngồi thiền. Trong khoảng thời gian này, ông viết cuốn Giới Tử Văn để khuyên con và được lưu truyền đến ngày nay, tức là cuốn Liễu Phạm Tứ Huấn này. Tiên sinh có một người vợ hiền thục, thường trợ giúp ông trên con đường bố thí hành thiện. Có một lần, bà muốn mua vải bông may áo cho con đệ mặc trong lúc mùa đông. Ông nói với người vợ rằng: nhà ta có sảnh tơ vừa ấm lại vừa nhẹ, sao phu nhân không mang đi may mà còn mua thêm vải bông làm gì cho thêm tốn tiền? Phu nhân đáp: tơ đắt hơn vải bông, cho nên thiếp muốn mang tơ ra ngoài tiệm để đổi lấy vải bông. Như thế ta có thể may thêm vài chiếc áo khác để tặng cho những người nghèo. Tiên sinh nghe xong rất hài lòng và nói: phu nhân có lòng thành bố thí như vậy, con ta sau này thế nào cũng được phúc báo. Con của tiên sinh là Viên Nghiêm, vì sao thi đậu tiến sĩ và làm quan đến chức tri huyện của huyện Cao Yến, tỉnh Quảng Đông mới hồi hưu. Đã sinh làm kiếp người, mỗi người chúng ta đều muốn có được một số mệnh tốt. Đó là hai chữ phúc lộc. Chẳng những thế, lại còn muốn có thêm chữ thọ nữa. Lòng người thì ước như vậy, nhưng trời có tuân theo lòng người chăng? Theo thuyết nhân quả của nhà Phật, trồng lành thì gặp phúc, gieo ác thì gặp họa. Kinh dịch chép: tích thiện tất có cát khánh, tích bất thiện tất sẽ gặp tai. Kinh Thi viết: tự cầu đa phúc. Kinh điển của Tam giáo đã chỉ rõ hòa phúc ngay trong cõi lòng của chúng ta. Người đời không hiểu, thường hay cầu thần cúng Phật, mong được trời Phật giáng phúc. Có biết đâu tâm người là thửa ruộng, phúc lộc thọ đều nằm trong thửa ruộng này. Nếu biết canh tác, suốt đời gặt hái cũng không hết. Liễu Phạm Tứ Huấn nguyên là cuốn Giới Tử Văn của ông Viên Liễu Phạm để lại khuyên con, lưu truyền đến nay đã hơn 400 năm. Đó là phương pháp canh tác thửa ruộng trong lòng người, bao gồm phương pháp lập mệnh, phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện và phương pháp nuôi lấy đức khiêm. Nếu thực hành theo lời huấn của cuốn sách này, số mệnh không ràng buộc được ta nữa, và ta cũng là một vị Liễu Phàm vậy. Mùa thu năm Bính Tý, năm 1996, dịch giả Kính Từ. Liễu Phàm Tứ Huấn. Chương thứ nhất: phương pháp lập mệnh. Ta mồ côi cha từ nhỏ, khi lớn khôn, thân mẫu khuyên ta theo học nghề y. Một là có thể nối nghiệp cha, hai là có thể cứu nhân độ thế. Nên ta nghe theo lời mẹ, bỏ lối học từ chương mà theo đường y học. Một hôm đi ngang qua chùa Từ Vân, ta gặp một lão nhân cốt cách phi phàm, hai người đàm đạo rất là tâm đầu ý hiệp. Thoáng nhìn qua nét mặt của ta, lão nhân nói: các hạ có số làm quan, năm sau sẽ thi đỗ tú tài, sao không trao dồi kinh sử chuẩn bị đi thi? Ta bèn kể rõ lý do của mình và hỏi danh họ của lão nhân. Lão già nói: ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền bộ Hoàng Cực Kinh của Thiệu Khanh Tiết, nay muốn truyền lại cho các hạ. Hai người đàm đạo xong,
ta mời Khổng lão đến nhà báo cáo tình hình cho thân mẫu hay. Thân mẫu khuyên ta hãy ân cần tiếp đãi lão nhân và thử nghiệm tài bệnh lý của lão có linh nghiệm hay không. Sau nhiều lần thử nghiệm, ta thấy thuật bói toán của lão rất linh, và từ đó tin tưởng vào lời của Khổng lão, chuyên việc bút nghiêng, lo việc khoa cử. Trước khi giác liều giọng đi thi, ta nhờ Khổng lão bói toán. Sau khi bấm độn, Khổng lão nói: số người dự thi xong kỳ này cả thảy là 72 người, số người được chấm đậu là 14 người, và các hạ được xếp hạng thứ 9. Sau kỳ thi, đúng như lời Khổng lão đã đoán, ta trúng tuyển và đứng hạng 9. Thầm kính phục tài bói toán của lão già, nên lại nhờ lão bói cho một quẻ về đường tương lai. Khổng lão bói xong bèn nói: năm XX các hạ sẽ thi đậu hạng XX. Năm XX làm tri huyện tứ xuyên, giữ chức 3 năm bèn từ quan hồi hương. Năm 53 tuổi ngày 14 tháng 8 giờ Sửu sẽ qua đời và không có con. Từ đó trở về sau, mỗi lần đi dự thi làm quan, ngay cả đến lương bổng là bao, đều không ngoài sự dự đoán của Khổng lão. Do đó ta càng tin tưởng vào số mạng của mình và cho rằng giàu nghèo thọ yểu của một người đều do trời đã sắp đặt sẵn, dù có cầu cũng vô ích. Cũng vì thế, đối với công danh lợi lộc cũng như thế thái nhân tình đều đạm bạc như vôi. Sau khi nhậm chức được một năm, vì chán ngán cảnh đời, ta suốt ngày ngồi thiền. Một hôm trên đường đi Ung Kinh, đến núi Tê Hà, ghé vào chùa bái phỏng thiền sư Vân Cốc. Cùng thiền sư đàm đạo suốt 3 ngày 3 đêm mà không ngủ. Thiền sư Vân Cốc nói: người phàm không thể thành thánh hiền là vì bị vật dục và vọng tưởng ràng buộc. Người như các hạ có thể ngồi thiền suốt 3 ngày mà không màng đến sự đời, dáng vẻ ung dung thản nhiên, quả thật là hiếm có vậy. Ta đáp: giàu nghèo có số, thọ yểu do trời định, dù có mơ mộng cũng vô ích. Đáp xong, bèn kể chuyện gặp Khổng lão của mình cho thiền sư nghe. Thiền sư cười và nói: ta tưởng các hạ là bậc hiền triết, không ngờ cũng chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Ta bèn hỏi nguyên do. Thiền sư Vân Cốc nói: một người nếu chưa đạt đến mức vô tâm, minh tâm kiến tánh, thì khó mà tránh khỏi luật âm dương ngũ hành chi phối. Số mệnh tất nhiên sẽ do trời định. Đó là đối với kẻ phàm phu. Còn như đối với những người có công đức lớn hay những kẻ tạo nghiệp quá nặng, thì số mệnh lại chính do mình định đoạt. Mệnh của một người không được tốt đều là do nhân của kiếp trước mà ra cả. Nếu như biết hành thiện, tích đức, lấy công của kiếp này mà bù tội của kiếp trước, khi tội hết mà đức còn dư, thì tự nhiên sẽ chuyển quả thành phúc được. Trái lại, nếu có được một số mệnh tốt nhưng hành ác đa đoan, tự nhiên sẽ làm tổn đến phúc đức và tuổi thọ của kiếp này. Các hạ đã bị vận mệnh chi phối suốt 20 mấy năm trời mà không biết tìm cách tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh, chẳng phải là phàm phu hay sao? Ta hỏi thiền sư: có cách gì có thể tránh được sự ràng buộc của số mệnh chăng? Thiền sư đáp: mệnh do tự tác, tướng do tâm sinh, quả phúc đều do tâm của người tạo ra cả. Chỉ cần do tấm lòng thành ta mà cầu, hành nhân nghĩa đạo đức,
tự nhiên sẽ được mọi người tôn kính. Một khi được mọi người tôn kính, thì tự nhiên trời sẽ giáng phúc. Còn như không biết tự xét lấy mình, nuôi mộng hảo huyền, dùng thủ đoạn xảo trá để tranh đoạt lợi, thì dù tài trí có cao siêu đến cách nào chăng nữa, rốt cuộc vẫn không thể toại nguyện. Thiền sư lại hỏi tiếp: các hạ có tin rằng số của các hạ sẽ có công danh và có con không? Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: những người có công danh trên đường hoàng đồ đều là người có phước tướng. Còn như tôi, diện mạo khinh bạc, chưa từng tích một mảy đức nào, lại thêm phần tự tôn, tự kiêu, không có tính kiên nhẫn, tính tình lại hẹp hòi, phóng túng. Những nét xấu này đều là đặc điểm của kẻ vô phúc. Tục ngữ có câu: đất nhơ thì sinh vật nhiều, nước trong thì không có cá. Tính tôi thích sống đơn độc một mình, thiếu từ tâm đối với loài vật, không đồng tình với người khác, lại ham uống rượu thức đêm, không biết nuôi dưỡng thần khí. Những nét xấu này đều là do nguyên do của kẻ không con. Thiền sư dâng cốc đáp: xin con nói giỏi tông đường là do sự tích đức nhiều hay ít của từng người. Nếu một người có công đức trăm đời thì sẽ có con cháu nối dõi trăm đời. Nếu như công đức chỉ có 10 đời thì con cháu cũng chỉ có 10 đời. Còn những kẻ tuyệt tự không con, tất nhiên là không có tích một mảy đức nào cả. Chỉ cần hiểu rõ được nguyên nhân chính là biến đổi, sửa những nét xấu thành đức hạnh tốt, như biến xảo trá thành thật, biến kiêu ngạo thành khiêm tốn, biến nhát thành cần mẫn, tàn nhẫn thành nhân từ, tích công chuộc tội, tự nhiên trời sẽ thuận theo lòng người, cầu gì được đấy. Trong kinh thì có viết: nghiệt do trời giáng còn có thể tránh được, còn như nghiệt do tự mình gây thì chỉ nức chịu thôi. Không lão đoán các hạ không con thuộc phần thiên tạo nghiệt, chỉ cần quản tích âm đức, một lòng hành thiện, thì nghiệt do trời cũng có thể tránh được. Kinh dịch cũng có viết: gia đình tích thiện sẽ có cát khánh, gia đình tích ác sẽ để lại tai họa cho con cháu. Phần họa của tổ tiên có thể di lại cho con cháu, phần phúc cũng thế. Nghe xong lời của thiền sư Vân Cốc, ta sực như tỉnh ngộ, bèn quỳ lạy và cảm tạ lời chỉ điểm của thiền sư. Trước bàn thờ Phật, ta sám hối về lỗi lầm mình đã phạm và nguyện sẽ lập 3.000 công để báo đáp ơn nghĩa của trời đất và công lao dưỡng dục của cha mẹ. Thiền sư dạy ta về cách thức hành thiện, hay mỗi ngày có làm một việc thiện nào thì ghi việc đó vào một cuốn sổ. Và nếu như vô ý phạm phải một lỗi lầm nào, thì cũng làm tương tự như thế, để xét xem công nhiều hay ít, mà cảnh tỉnh cho mình trên đường tu tâm hành thiện. Thiền sư đồng thời cũng dạy ta niệm chuẩn đề thần chú, mong giúp được phần hiệu nghiệm. Từ đó trở về sau, ta phát tâm một lòng hành thiện. Không bao lâu cảm thấy tính sầm uất cọc cằn hồi xưa đã không còn nữa, trong lòng luôn cảm thấy thư thái, đôi khi gặp sự bất bình cũng bỏ qua mà không tranh chấp lý luận với người. Qua đến năm thứ 3 đi dự thi, theo lời đoán của Khổng Lão thì ta đậu hạng 3, nhưng kết quả thì khác hẳn. Trong số đông sĩ tử dự thi, ta đứng hạng nhất. Mặc dù như vậy, ta vẫn luôn tự kiểm điểm lấy mình, vì cảm thấy lối hành thiện của mình đôi khi còn phần miễn cưỡng, chưa đạt đến mức tự nhiên. Như một khi cứu giúp người hãy còn do dự, đắn đo, đôi khi uống rượu say mà thốt ra lời bất chính, có công
mà cũng có lỗi. Mãi cho đến năm thứ 10 mới làm tròn 3.000 điều thiện. Năm kế, trên đường về quê, ta trở về chùa và tự nguyện sẽ lập 3.000 công để chuộc lại lỗi lầm đã phạm. Qua đến năm thứ 2 thì con chào đời. Vì thân mẫu không biết chữ nên mỗi lần làm một điều thiện đều lấy viết đóng một khung tròn trên tấm lịch. Ta cùng thân mẫu con đôi khi làm đến 10 điều thiện trong một ngày, như giúp người hoạn nạn bần cùng, mua vật phóng sanh. Chưa đầy 3 năm thì đã làm tròn 3.000 công. Tiếp theo đó, ta trở lại chùa phát nguyện lập 10.000 điều thiện để cầu chức tiến sĩ. 3 năm sau, mặc dù chưa làm đủ 10.000 công, nhưng ta đã thi đậu tiến sĩ và giữ được chức tri huyện bảo trì. Khi nhậm chức này, ta lập ra một cuốn Trị Tâm Thiên truyền cho người nhà và nhắn rằng hễ có làm được một việc thiện hay phạm phải một lỗi lầm nào đều phải ghi vào cuốn Trị Tâm Thiên này. Đồng thời cũng bày hương án để cúng bái trời đất. Tuy vậy, thân mẫu con vẫn thường lo lắng vì cảm thấy sau khi giữ chức tri huyện, dịch vụ trong huyện rất nhiều, cho nên ít có thì giờ để làm việc thiện, không biết phải đợi đến khi nào mới làm tròn 10.000 công. Một hôm, ta mơ thấy thần nhân đến mách bảo: ông chỉ cần ra lệnh giảm thuế má của dân trong huyện thì 10.000 công sẽ đủ. Thì ra thuế điền ở bảo trì rất cao, ta bèn ra lệnh giảm đi một nửa, nhưng trong lòng vẫn còn hoài nghi. Chẳng lẽ ra một mệnh lệnh giảm thuế như vậy lại có được một công lớn như vị thần đã chỉ dẫn hay không? Trong lúc đang suy nghĩ về vấn đề này, chợt thấy gia nhân đến báo tin là có thiền sư Huyển Vi từ Ngũ Đại Sơn đến viếng. Ta cho người mời thiền sư vào và đem chuyện nằm mơ của mình kể cho thiền sư Huyển Vi nghe. Thiền sư đáp: người có lòng thành chí thiết, dù chỉ làm một việc thiện nhưng cũng đủ 10.000 công, huống chi ông lại giảm thuế cho dân trong huyện, cả chục vạn dân đều chịu ơn này. Được thiền sư Huyển Vi chỉ điểm, lòng ta bớt đi được nỗi lo âu, bèn đem số bổng lộc có được nhờ thiền sư mang về Ngũ Đại Sơn để cúng dường chư tăng trong chùa. Từ lúc gặp thiền sư Vân Cốc và hành thiện theo lời chỉ dẫn của thiền sư, vận mệnh của ta đã thay đổi ngoài sự tiên đoán của Khổng Lão. Khổng Lão đoán ta sẽ chết vào năm 53 tuổi. Ta cũng không cầu đạo xin trời tăng thêm tuổi thọ. Nhưng đến nay, ta đã 69 tuổi mà vẫn còn khỏe. Dù không cầu có con, nhưng vẫn sinh được con. Sách Thượng Thư viết: đạo trời thật khó lường, mệnh người không định. Tùy lòng người mà thay đổi, thật không qua. Do đó, ta biết được họa và phúc đều do mình cầu lấy. Đó là lời của Thánh Hiền. Nếu nói họa và phúc của người là do trời định, thì đó là lời nói của thế tục vậy. Mệnh của một người chưa biết ra sao, nhưng dù là người có số vinh hiển, cũng thường nên tự nghĩ là thấp hèn. Dù đang ở trong một hoàn cảnh thuận lợi, cũng nên nghĩ rằng đang ở trong nghịch cảnh. Dù đang ở trong phú quý, cũng thường nên nghĩ rằng đang trong cảnh bần cùng. Dù được người yêu kính, cũng thường nên nghĩ rằng đang ở trong cảnh lo sợ. Dù là thế gia được người trọng vọng, cũng nên tỏ vẻ tự ti mà không kiêu. Dù có học vấn uyên bác, cũng nên nghĩ rằng ta chỉ là một người thiển lậu. Người quân tử khi nghĩ xa
thì lo việc làm rạng rỡ cái đức của tổ tông, gần thì nghĩ cách đền bù lỗi lầm của cha mẹ, trên thì nghĩ cách báo đáp ân nghĩa của tổ quốc, dưới thì nghĩ cách mang lại hạnh phúc cho gia đình, ngoài thì lo việc cứu nhân tế thế, trong thì nghiêm cách giữ mình không sinh lòng tà, hàng ngày đều phản tỉnh sửa lỗi. Nếu một ngày không phản tỉnh hay tự cho rằng không có lỗi, tức là sinh lòng an vật và không có tiến bộ. Trên đời không thiết gì những kẻ thông minh tuấn tú, nhưng đức không tiến, nghiệp không tu, cũng chỉ vì hai chữ an vật mà hoang phí cả một đời. Thuyết lập mệnh của thiền sư Phân Tốc thật là tinh vi thâm thúy, cần phải ra công nghiên cứu và thực hành mới hiểu được. Chương thứ hai: phương pháp sửa lỗi. Số mệnh của một người dù không được tốt, chỉ cần hành thiện vẫn có thể sửa đổi được. Nếu một người có được số mệnh tốt nhưng làm nhiều điều ác, sau cùng mệnh cũng trở nên xấu. Cho nên số mệnh không thể ràng buộc người, mà là do chính mình tạo nên. Người thường chúng ta không phải là thánh nhân, tránh sao không có lỗi. Đức Khổng Tử nói, khi có lỗi chớ nên sợ, quý ở chỗ là biết sửa. Trong sách Tả Truyện và Quốc Ngữ ghi chép, những vị đại phu thời Xuân Thu thường xét người qua cử chỉ và hành động mà đoán được phúc họa. Đại để, việc hung cát của một người đều có triệu chứng. Trước hết là nảy mầm ở nơi tâm, phúc báo. Kẻ hà khắc thì tránh khỏi họa, mắt phàm của người thường nhìn không thấu, cho rằng họa phúc không thể đoán được. Lòng chí thành thì hợp với trời, xét việc thiện của một người mà biết được phúc sắp đến, xét việc ác của một người mà đoán được họa sắp kề. Nay muốn gặt phúc và rời họa, chưa nói đến việc thiện là phải nhắc đến việc sửa lỗi trước. Sửa lỗi có nhiều phương pháp. Thứ nhất là phải có lòng sỉ. Ta phải nghĩ rằng thánh hiền với ta đều do cha mẹ sinh, nhưng để lại tiếng thơm muôn đời, còn ta chỉ là kẻ vô danh như đống gạch vụn, hàng ngày chìm đắm trong dòng danh lợi, làm việc bất nghĩa, tưởng là người không biết mà chẳng lý gì làm thèn, dần dần đi vào con đường cầm thú mà không hay. Việc tệ nhất trên đời còn gì lớn hơn hai chữ sỉ nhục? Thầy Mạnh Tử nói, chữ sỉ đối với người rất quan trọng. Người có lòng sỉ có thể trở thành thánh hiền, không có lòng sỉ dần dần sẽ trở nên cầm thú. Cho nên việc sửa lỗi là điều tối quan trọng. Thứ hai là phải có lòng kính sợ. Ta nên biết rằng trên có trời đất, giữa có quỷ thần, hành động mờ ám của ta ẩn vi kín đáo, nhưng đều có trời đất quỷ thần soi xét. Lỗi nhẹ thì giáng trăm điều tai họa, nặng thì tổn đi phúc hiện tại, ta há không sợ hay sao? Chẳng những thế, trong lúc nhàn cư ở chỗ người không thấy, nhưng mắt